đúng vậy hai người khác gật đầu thương kiến hùng khẽ nhíu mày điền ngữ bước lên phía trước khẽ mỉm cười bệ hạ miệng vàng lời ngọc ba vị còn điều gì không yên lòng mà phải bắt bệ hạ viết giấy làm chứng như vậy có phải hơi quá đáng hay không thường ngày ba vị ở trong cung bệ hạ chưa từng bạc đãi mà vị trưởng lão vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh nọ hờ hững nói điền huynh à việc nào ra việc nấy chúng ta đừng làm khó bệ hạ nhưng bệ hạ cũng không thể làm khó chúng ta bây giờ là tình huống gì đây Cung chủ chúng ta tức giận, nếu qua loa lấy lệ thuật lại những lời bệ hạ thuận miệng nói ra thì không được rõ ràng, chúng ta không có cách nào báo cáo được. Ba người giữ thái độ kiên quyết, thương kiến hùng cũng hoàn toàn bó tay, phải tự tay viết ba bức thư cho ba người để trở về báo cáo, sau đó mới đuổi họ đi. Ba người họ vừa đi, điền ngữ phất tay, những tên thái giám trong ngự thư phòng nhẹ nhàng lui xuống. Thương kiến hùng ngồi sau bàn sách túm lấy một tờ giấy trên bàn và vò đến mức nó biến dạng luôn. Đường đường là hoàng đế bệ hạ vậy mà lại bị người ta ép buộc viết bằng chứng, trong lòng mỗi người bọn họ đều nén giận nhưng không dám nói ra mà thôi. Báo, ngoài cửa có một tên thái giám hai tay dâng một bức mật báo. Điền ngữ đi đến nhận lấy, vừa nhìn đã lộ ra vẻ giật mình không nhẹ, xoay người bước nhanh tới trước bàn sách, một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, bẩm hệ hạ, tổ chức tình báo chuyển đến quân tỉnh 4 khẩn cấp. Nam Châu xuất binh, đội quân tiên phong đã tiến vào trong khu vực Định Châu, quân phòng thủ biên cảnh Định Châu bị đánh tan tác, khó ngăn được quân Nam Châu. Bốn quân tình, tình hình quân sự, thương kiến hùng lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, đột nhiên đứng phát dậy giật lấy bức mật thư vào tay, nhanh chóng kiểm tra. Báo, ngoài cửa lại xuất hiện một tên thái giám cầm mật báo. Có thể nói là họa vô đơn trí, nhà rột gặp mưa rào, điền ngữ nhận mật thư, vừa nhìn đã nhận ra là cấp báo của tiết khiếu thứ sử Định Châu. Trong thư kể lại việc Nam Châu sau khi khiêu khích đã mượn cớ xuất binh tấn công, nhiều lần nhấn mạnh định châu phòng ngự trống rỗng, sợ là khó ngăn được, xin triều đình viện trợ khẩn cấp. Sau khi đọc xong, thương kiến hùng giận run người, loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử, sao quả nhân không biết y lại mới nạp thêm ba thiếp thất. Điền ngữ sầu dĩ, bẩm bệ hạ, quan lớn trong triều nạp thiếp không cần báo cáo. Lấy cơ chính là muốn thế nào thì bịa thế ấy, chẳng phải thiết khiếu đã nói là quân phòng thủ định châu quả thực làm chuyện xấu, không giải thích được, trước mắt vẫn nên nhanh chóng giải quyết đi ạ chương 880, ai có thể ngăn cản? Một, dễ mắc lừa như vậy à? Còn bị người ta bắt tại trận, tên tiết khiếu ngu xuẩn kia dạy dỗ thủ hạ kiểu gì vậy? Quan binh mà lại giả trang thành đạo tặc che mặt đi giết người cướp của, quả thực là nực cười không chịu được. Quả nhân mà nói ra chuyện này thì cái mặt mo này không có lỗ mà chui xuống. Chẳng lẽ phải thông báo với thiên hạ rằng những kẻ đó là quan binh triều đình của quả nhân hay sao? Thương kiến hùng giận dữ gầm lên, tức đến mức ngã ngồi lên ghế suýt chút nữa là tức hộc máu luôn ông ta thở hổn hển nói thật không may là bị đại tư không nói chúng rồi tên loạn thần tặc tử kia quả nhiên là mượn cớ khiêu khích không ngờ đại tư không lại có khả năng dự đoán nhanh 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 mời đại tư không đến bàn bạc cách giải quyết ở khu vực biên giới nam châu và định châu có một lượng lớn binh sĩ hành quân cấp tốc tới vùng định châu tham chiến lộc cộc lộc cộc lộc cộc âm thanh vó sắt vang lên rầm rầm làm rung chuyển cả mặt đất cát bụi cuồn cuộn, vô số kỵ binh đếm không hết, nhìn không thấy đầu, anh Dương Vũ liệt vệ như một con rồng dài sông vào vùng Định Châu. Ven con đường phía trước có một chiếc xe ngựa, vài tướng lĩnh vây quanh trước càng xe, mông sơn minh ngồi trên càng xe chỉ vào một bức bản đồ chỉ bảo cho các vị tướng lĩnh. Như Hữu đạo gửi cho thương chiêu tông một bức thư, thư viết rằng trận chiến này phải nhanh, thư tố cáo gửi tới ba phái không chỉ để cáo trạng mà còn để kéo dài thời gian của họ, nhất định phải đánh trước khi ba đại phái chính thức can thiệp, phải mở rộng phạm vi đánh chiếm, có thể giành được bao nhiêu địa bàn thì giành bấy nhiêu. Thư còn nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải nhanh, nhanh, nhanh. Để tốc chiến, thương chiêu tông phái mông sơn minh đích thân tới chỉ huy trận chiến này, cho ông ta quyền tiền trảm hậu tấu để tránh lãng phí thời gian đi lại xin chỉ thị. Để mông sơn minh có thể nhanh chóng tới chiến trường chỉ huy, Ngưu Hữu đạo không tiếc điều động 5 con phi cầm khẩn cấp tới phủ thành Nam Châu, trực tiếp đón ông ta đi. Lúc đầu đội quân tiên phong của Nam Châu tiến công vô cùng thuận lợi, đánh cho đối phương thua tan tác. Tuy nhiên thời gian qua đi, quân Định Châu đã tỉnh táo lại, dần dần tập trung chống đỡ, còn quân tiên phong của Nam Châu lộ ra khuyết điểm là binh lực không đủ, vì vậy thế tiến công bị ngăn trở. Mặc dù anh Dương Vũ Liệt về tốc độ nhanh nhưng tốc độ quân bộ lại không theo kịp. Công thành chiếm đất mà dựa cả vào kỵ binh, điều này căn bản là không thể. Mông Sơn Minh lập tức triển khai sách lược khác, không đợi đại bộ phận binh lính ở hậu phương nữa mà đánh chủ ý lên quân phòng thủ tại các vùng lân cận, truyền lệnh cho các đội quân ấy cùng tới tập kết. Quân phòng thủ tại các vùng lân cận không phòng thủ nữa, nhiệm vụ canh phòng gì đó khỏi cần lo, chỉ cần đến tập kết với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ bảo vệ huyện thành, quận thành gì đó đều quẳng hết cho ta, cứ giao cho nhóm người tới cuối tiếp quản là được. Bằng cách này, binh lính trong phạm vi truyền lệnh ùn ùn kéo tới không ngừng, mặc dù không thể đảm bảo là có thể nhanh chóng tập hợp được lượng lớn binh sĩ nhưng có thể đảm bảo là binh lính sẽ liên tục tiến vào vùng định châu phối hợp với thế tiến công của anh Dương Vũ Liệt vệ về vấn đề nguồn cung lúc này mông sơn minh vừa lên chiến trường nhưng không nhân từ chút nào nguồn cung sẽ được bổ sung nhờ trận chiến sau khi đánh hạ thành trì ông ta cho phép cướp bóc ngay tại chỗ tấn công thành trì phải tấn công vào những nơi dễ đánh tuyệt đối không được rằng co kéo dài mà phải trực tiếp xông lên với mục đích đánh bại đội quân chủ lực của phe địch còn những thành trì khó tấn công thì tạm thời để lại đợi đội ngũ tiếp theo tới sẽ tiếp tục đe dọa không ngừng Mục đích của Mông Sơn Minh là thực hiện ý đồ chiến lược Nam Châu, giành giật thời gian, trước tiên chiếm giữ địa bàn, những thành trì khó tấn công tạm thời để lại, đợi đại bộ phận đội ngũ Nam Châu tới sẽ từ từ đánh chiếm. Nói trắng ra là ỷ vào Nam Châu binh hùng tướng mạnh đi bắt nạt định Châu binh lực không đủ sau khi bị điều quân. Mông Sơn Minh điều chỉnh lại chiến thuật khiến cho quân phòng ngự Nam Châu nhất thời khổ không thể tả. Xe ngựa một mạch bôn ba trên đường, Mông Sơn Minh vẫn chưa lập ra trung tâm chỉ huy cố định, trung tâm chỉ huy đại quân tấn công chính là ở trên cỗ xe ngựa đang chạy này. Mông Sơn Minh ngồi trong xe ngựa, cả đêm không ngủ, mặc dù trên mặt có nét mỏi mệt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, nhận quân tình khắp nơi rồi truyền đạt các loại mệnh lệnh. Là Đại An vẫn đứng hầu bên cạnh ông ta, cũng đang tai nghe mắt thấy. Cùng với đội quân Anh Dương Vũ Liệt Vệ, uy lực do vị danh tướng Mông Sơn Minh Đích Thân chỉ huy lập tức được thể hiện, có thể nói là hào quang tỏa ra bốn phía. Mông Sơn Minh trực tiếp chỉ huy một bộ phận binh lính kiềm chế quân địch. Trước mắt ông ta đã tập hợp đội quân chủ lực tinh anh để giúp đỡ anh Dương Vũ Liệt về tập kích bất ngờ khắp nơi, ngăn chặn những đợt tập kết nhỏ lẻ của quân địch, không cho quân địch dùng đội quân chủ lực tạo nên lực lượng binh đoàn có ưu thế tuyệt đối, cũng là để tranh thủ thời gian cho đội quân tiếp theo của phe mình tới nơi. Quân địch tập kết ở khắp nơi, những đội quân nhỏ lẻ này tới chiến trường nhưng trước mặt anh Dương Vũ Liệt vệ lại không chịu nổi một kích, lực lượng này bị đánh cho tan tác tơi bởi khiến quân chủ lực của đối phương bị cô lập. Sau khi đạt được mục đích, phe này đã tập hợp các lực lượng bộ phận ngay tại mặt trận chính diện, anh Dương Vũ Liệt Vệ lập tức trở lại mặt trận chính diện, hợp với lực lượng chính diện mạnh mẽ tấn công đội quân chủ lực của địch. 30.000 quân Nam Châu quyết đấu chính diện với 50.000 đại quân Định Châu, dù sao phe thủ vẫn chiếm ưu thế hơn. Cờ bay phấp phới, chống trận vang lừng, trong tiếng hô giết sung trời, đội kỵ binh của hai bên đấu với nhau, tiên phong tấn công chính diện. Trong trận chiến này, chưa nói tới số lượng kỵ binh Định Châu thua xa Anh Dương Vũ Liệt vệ, mà luận về chiến lực, quân Định Châu căn bản không phải là đối thủ của Anh Dương Vũ Liệt vệ danh chấn thiên hạ. Sau một đợt tấn công chính diện, trong tình cảnh người ngã ngựa đổ, đội ngũ kỵ binh Định Châu tập kết bị đánh tan, sau đó bị đội quân xông lên kế tiếp của Nam Châu bao vây. Sau khi đánh bại đội kỵ binh chính diện của đối phương, Anh Dương Vũ Liệt vệ tiên phong tiến vào trong 50.000 đại quân, khí thế dũng mãnh vô cùng, tàn nhẫn chém quân địch thành từng mảnh nhỏ. Nhân lúc đó, đội quân phía sau thừa cơ đánh lén. Quân Nam Châu nhất cổ tác khí một mạnh mẽ tấn công, đánh cho 50.000 đại quân Định Châu tan tác, xác chết khắp nơi, tàn binh liên tục cản ở phía sau, phần lớn là vội vàng chạy trốn. Một nhất cổ tác khí, dịch nghĩa là ở hồi chống đầu tiên, sĩ khí tinh thần chiến đấu là cao nhất. Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình. Bại quân trốn vào trong một sơn đạo trong sơn cốc, sau đó đột nhiên thấy cỏ cây cuộn thành đống lăn xuống như mưa, đá lăn xuống đáy sơn cốc như sấm chặn lối đi. Hai bên sườn núi có hơn một nghìn cung thủ châm lửa lên đầu mũi tên rồi bắn vào sơn cốc. Trong chốc lát, ngọn lửa mạnh mẽ cháy lên, hơn 10.000 tàn binh trong sơn cốc kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thê lương cực kỳ bi thảm. Bọn chúng muốn trở lại lối vào nhưng đường vào đã bị truy binh bao vây kín kẽ, từng đợt mưa tên đuổi giết, từng tốp từng tốp tàn binh đầu hàng lão đảo cầu xin tha thứ ngã xuống hơn 10.000 quân lên trời không được, xuống đất không xong, táng thân trong biển lửa. Tu sĩ bên thua trận cũng giống vậy, vẫn còn chưa thoát khỏi hoảng sợ, dẫn theo chủ tướng hốt hoảng chạy trốn nhưng lại bị tu sĩ của Đại Thiện Sơn truy sát. chương 881, ai có thể ngăn cản? 2. Trên lưng cõng thêm một người thì không chạy nhanh được, tu sĩ chạy đành phải ném chủ tướng quân địch xuống mà chạy. Rơi vào bước đường cùng, để bảo vệ vợ con trong kinh thành, chủ tướng quân địch rút kiếm tự vẫn nhưng kiếm trong tay bị đánh rơi, y bị bắt giữ. Dưới ánh chiều tà, trong tàn khói lượn lờ, trên sơn cốc có hai tu sĩ hợp sức nâng xe lăn lên. Là Đại An vác hai cây thương theo sau leo lên núi. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ngửi thấy vùi sắc trách, mặt không chút cảm xúc nhìn cảnh tượng thảm khốc trong sơn cốc. Chẳng ai biết đắm chìm trong ánh nắng chiều rực rỡ ấy, trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì hơn 10.000 tàn binh rơi vào bước đường cùng đã đầu hàng cầu xin tha thứ nhưng ông ta không chấp nhận mà hạ lệnh giết chết không tha. Không phải ông ta vô tình, mà là thế cục trước mắt không cho phép ông ta hao tổn tinh lực vào đám tàn binh này. Thời gian không cho phép, tốc độ không cho phép, đội quân hiện có vốn đang căng thẳng, làm gì có chuyện chia người tới trông chừng hơn 1.000 tàn binh ấy được, một khi bọn chúng phản công. Ông ta không cho phép trên chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là Đại An nhìn thảm cảnh trước mắt mà muốn nôn. Ngay cả hai tu sĩ đại thiện sơn khiêng xe lăn cũng nguôi lạnh trong lòng, thì thoảng lại lén lút nhìn trộm mông sơn minh, cảm thấy người này còn ác hơn tu sĩ bọn họ nhiều lắm, có sẵn cả ngàn kế giết người. Tại quận thành Dung Dương, chủ tướng quân địch bị bắt sống áp giải đến trước cổng thành, quân Nam Châu tập kết ngoài thành kêu gọi đầu hàng, tuyên bố rằng nếu người trong thành không ra khỏi thành xin đầu hàng thì một khi thành bị phá đội quân sẽ giết sạch quan chức to nhỏ trong thành, lúc này mở cổng thành thì đội quân có thể bỏ qua chuyện cũ. Vì trận quyết chiến này, quân trong thành gần như đã rút hết, căn bản không còn binh lực thủ thành. Biết là thủ không nổi nên tu sĩ thủ thành đã chạy trốn, cổng dung dương thành mở rộng, đại quân Nam Châu cấp tốc tiến vào tiếp quản thành rồi nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại đội ngũ. Đại quân được nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại, nhưng Mông Sơn Minh không được nghỉ ngơi mà vẫn chỉ huy điều khiển quân đội ở những nơi khác duy trì thế tiến công. Đây là quận thành đầu tiên mà quân Nam Châu chiếm đóng sau khi tiến vào Định Châu. Quận chủ Dung Dương quận buộc lòng phải đầu hàng, một nhà già trẻ đều đang nằm dưới lưỡi đao, ông ta không có lựa chọn nào khác, phải hạ lệnh cho các huyện thành thuộc quyền quản lý của Dung Dương quận mở cửa thành đầu hàng. Đây là ngày đầu khai chiến, cũng là ngày đầu tiên quân Định Châu và Nam Châu tập kết giao chiến chính diện và kết thúc bằng thất bại nặng nề của Định Châu. Đây là một trận chiến diễn ra ở bên ngoài Dung Dương quận thành, 50.000 đại quân đấu với 30.000 quân Nam Châu gặp thất bại thảm hại, gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có khoảng 2.000 người chạy tan tác khắp nơi. Tin tức truyền đi có tác động khó lường tới quân Nam Châu đang di chuyển tới vùng biên giới. Đội quân triều đình căn bản không phải là đối thủ của đội quân Nam Châu, 50.000 quân đấu với 30.000 quân mà gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Đặc biệt là sau khi biết tin hơn 10.000 bại quân đầu hàng nhưng không được chấp nhận và bị giết sạch, mọi người đều chấn động. Trước sự uy hiếp đe dọa của đội quân Nam Châu đến sau, trong số những thành trì vững thủ khó công lúc trước có một vài thành trì lần lượt mở cổng thành xin đầu hàng. Mà đội quân đến sau cùng với đại quân Nam Châu đánh cho quân Định Châu sợ mất mật, ý chí chống cự cũng yếu dần. Sau khi đại quân Nam Châu biết tin phe mình lấy ít địch nhiều, tiêu diệt toàn bộ quân địch với tổn thất không lớn, có thể nói sĩ khí hai tăng mạnh. Hai sĩ khí, tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Đây chính là kết quả mà Mông Sơn Minh yêu cầu ở trận chiến này. Lần đầu đại chiến giành thắng lợi đã làm tăng sĩ khí đang mỏi mệt của quân mình và tiêu diệt sĩ khí của quân địch. Vẫn còn một mục đích nữa đó là uy hiếp quân địch không để cho chúng sai tốt lính nhỏ lẻ gây rối bên này, thúc ép đối phương thu hẹp lực lượng tập kết để bên này có thể chiếm địa bàn với tốc độ nhanh hơn. Nam Châu có rất ít người biết ý đồ chiến lược quan trọng nhất của bên này. Mục đích thực sự được che giấu không phải là muốn phân rõ thắng bại sau cùng với quân định Châu mà là cố gắng hết sức chiếm địa bàn một cách nhanh nhất. Mục đích này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không phía định Châu sẽ nghĩ mọi cách để kéo dài. Tin tức chiến bại truyền tới đại doanh trung quân 3 của định Châu trong chiếc lều mới được dựng lên tiết khiếu hai tay run run cầm chiến báo miệng lẩm bẩm sao lại thất bại thảm hại như vậy lẽ nào mông sơn minh đích thân chỉ huy ai có thể ngăn cản đây ba trung quân quân đội cổ đại trung quốc gồm tiền quân trung quân hậu quân trong đó trung quân là quân chủ lực ngoài ra còn có tả quân và hữu quân vạn khinh yên và cái hoan sắc mặt khó coi mới ngày đầu khai chiến còn chưa hết ngày mà đã bị mất vùng đất một quận rồi cái hoan đột nhiên nói tiết huynh Lập tức đưa tin về triều đình, đề nghị triều đình nhanh chóng điều động viện binh từ các châu phủ lân cận. Tin chiến thắng truyền tới phủ thứ sử Nam Châu, trong anh Vũ Đường, Thường Triều Tông và Lam Nhược Đình nhận tin thắng trận, nhìn nhau cười lớn, các vị tướng lĩnh cũng vui mừng, hưng phấn. Nhanh, nhanh như vậy mà đã chiếm được một quận rồi, nhanh thật đấy. Mông Bá Bá đích thân ra trận quả nhiên là không giống người thường. Thường Triều Tông vui mừng không ngớt, một vị tướng cười ha ha, vương gia năm đó lúc mông soái dẫn đầu đại quân yến quốc huy trấn tứ phương các nước khác đều nơm nấp lo sợ tiết khiếu là cái thá gì nếu y mà biết đối thủ giao chiến cùng mình là mông soái thì nhất định sẽ dọa vỡ gan chó của y ha ha mọi người lại sung sướng cười to một trận trong một đình viện khác trong phủ thứ sử hoàng thông sắp bước vào bên trong thì tìm thấy hoàng liệt nên báo tin chiến thắng cho hắn ta luôn hoàng thông mỉm cười nói đúng hơn là tính cả những huyện thành mở cổng đầu hàng khác thì địa bàn không chỉ có một quận thôi đâu có người nói những địa bàn giải rác cộng lại cũng có thể gộp thành nửa quận luôn đó. trưởng môn à, không thể không thừa nhận là mông sơn minh trên chiến trường quả thực quá tài giỏi, quả nhiên là một danh tướng danh bất hư truyền, vừa ra tay đã càn quét không gì cản nổi. Nhưng Hoàng Liệt không cười nổi, khẽ thở dài, lần này xem như chúng ta bị kéo xuống nước, sợ là muốn để bên ngoài nghĩ rằng chúng ta không cùng một phe với nhiều hữu đạo cũng khó khăn. Ông ta vốn tưởng là hai bên chạm mặt rằng có một trận rồi đợi tới lúc ba đại phái can dự vào là xong, ai ngờ định châu không chịu nổi một kích như thế lần này đúng thật là đâm lao đành phải theo lao biến đùa thành thật rồi đã đánh đến mức này nếu bây giờ đại thiện sơn lại rút người về thì một khi nam châu bại trận đại thiện sơn sẽ không có cách nào ăn nói với toàn thể nam châu sau khi nghe tin hoàng liệt cũng rất bất ngờ ngắc nhiên nói trong thời gian ngắn như vậy mà chiếm được một quận địa bàn lớn như vậy đại quân muốn đi khắp cả quận trong thời gian ngắn cũng khó nhỉ nụ cười trên gương mặt hoàng thông cứng đờ ngậm miệng không nói nữa. Muốn bảo ta thả người à, trong Mao Lư Sơn Trang, như hữu đạo ngồi trong đình cầm đọc bức thư mà bên Thương Chiêu Tông gửi tới triều đình, nhếch miệng cười lạnh lùng. Thương Chiêu Tông cũng không bảo hắn thả người, mà truyền tin cho hắn, bảo hắn định đoạt. Nghiêu hữu đạo đập lá thư xuống bàn đá, hồi âm cho vương ra, bảo vương ra đồng ý với triều đình đi. Quản phương nghi bên cạnh kinh ngạc nói, người treo người trên tường thành khiến triều đình vì thể diện mà không nén được giận. Bây giờ Triều Đinh lại mượn cớ thẩm vấn để dẫn người đi, đến lúc đó kết quả tra hỏi ra sao chúng ta không kiểm soát được. chương 882, niềm vui bất ngờ một như hiểu đạo, dù sao trên danh nghĩa Nam Châu vẫn là của Yến Quốc. Mọi việc đều phải nói tới quy củ, đâu thể để cho vương ra ngang nhiên kháng lệnh, có đúng không? Đồng ý thì đồng ý, nhưng lúc nào đồng ý lại là một chuyện khác. Đánh ta một trận còn muốn ta dễ dàng thả người, làm gì có chuyện tốt như thế? Thông báo với quận thành bên kia là giết đám người đang treo trên tường thành thị chúng đi. Lý do ấy hả? Cứ thông báo rộng rãi là những kẻ đó vô cáo hãm hại triều đình, nói là triều đình phái đến đánh lén. Quản Phương nghi lắc đầu, buông tiếng thở dài. Đây rõ ràng là đang vào mặt triều đình mà. Bên này nhận được ý chỉ nhưng không những không thả người mà còn giết người luôn, triều đình sao có thể chịu nổi? Đúng lúc này, Viên Cương đi tới, lấy một phong thư ra đặt trước mặt Ngưu Hữu Đạo tin chiến thắng từ phía Định Châu. Ồ. Như hiểu đạo cực kỳ vui vẻ cầm thư đọc, quản phương nhi cũng bước nhanh tới ngồi phía sau hắn, gác một cánh tay lên bả vai hắn, cúi người cùng xem, tấm tắc thành tiếng. Ha ha, sau khi đọc thư, như hiểu đạo cười vui vẻ, lắc đầu khen ngợi, không hổ là mông sơn minh, đánh quá hay, kết quả và tiến độ chiến đấu vượt xa dự liệu của ta. Điều mà hắn mong muốn nhất là đợi tới khi ba đại phái chính thức can thiệp, tốt nhất là bên này có thể chiếm được địa bàn một quận của Định Châu. Ai rè tình hình chiến đấu vẻ vang đến mức khiến hắn khó mà tin được, chưa tới một ngày mà Mông Sơn Minh đã chiếm được địa bàn một quận rưỡi, hơn nữa ông ta còn thật sự làm theo lời hắn, mạnh mẽ đánh ra khí thế của Nam Châu. Tuy nhiên, viên cương không không vui vẻ lắm mà ngược lại, hắn ta còn dội một gáo nước lạnh, theo tin tức từ Mũ lương Sơn bên kia, ở trận đánh ngoài thành Dung Dương, hơn 10.000 bại quân bị chặn trong Sơn Cốc đã bị ngọn lửa bùa vây và tiêu diệt. Hơn 10.000 người muốn đầu hàng nhưng Mông Sơn Minh giết cả, tàn sát hết hơn 10.000 người đó. Quản phương nghi nghe mà sờn cả tóc gáy, như hiểu đạo im lặng một hồi, chậm chậm nói, hầu tử à, thời loạn có quy tắc của thời loạn. Vương ra cho mông sơn minh đặc quyền tiền trảm hậu tấu, ông ta làm như vậy là có đạo lý của mình. Trên chiến trường, mông sơn minh một đời chinh chiến, là người tài giỏi chân chính đã nếm trải biết bao thử thách. Chuyện thuộc lĩnh vực nào thì cứ để người trong lĩnh vực đó làm thôi, chúng ta không biết thì đừng có hoa tay múa chân kẻo người ta lại bó tay bó chân viên cương xoay người rời đi cũng không nói thêm điều gì không ngờ tên hầu tử thối này lại có một mặt lòng dạ đàn bà đó quản phương nghi nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của viên phương mà buông tiếng thở dài có điều bàn tay đang đặt trên bả vai nghiêu hữu đạo lại vỗ nhẹ nhưng mà đạo gia này lần hành động này của ngươi đúng là khiến quá nhiều người chết đấy ta là phụ nhân đích thực đó nghiêu hữu đạo lẳng lặng nói không tiến thì lùi nếu ta nhường bước thì bên này sẽ càng có nhiều người chết hơn nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ chọn thế nào ta không có lựa chọn nào khác ai ôi dù sao ngươi cũng không quan tâm tới mấy chuyện này thêm nữa ta đi thông báo cho quận thành bên kia hành động nhé trong thời gian ở tề kinh ta thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân bị cuốn vào chuyện như vậy quản phương nghi thả tay ra khỏi vai hắn thở dài rời đi như hữu đạo cầm chiến báo lật qua lật lại dù nói thế nào đi chăng nữa nhờ có người có thể thực hiện ý đồ của hắn một cách hoàn hảo như vậy nên hắn đã bớt được không ít việc Màn đêm buông xuống, hậu quả của trận đánh bên ngoài Dung Dương Thành vẫn hưa ngừng lại. Nối kinh hoàng hiển hiện rõ ràng, binh lực Định Châu có hạn nên không dám chủ động xuất kích nữa và rút lại binh lực, tiến vào trạng thái phòng ngự toàn diện. Trong đại doanh trung quân, Tiết Khiếu đang lo lắng chờ đợi triều đình hồi âm, chờ đợi triều đình điều viện binh, chờ đợi triều đình nghĩ cách giải quyết việc này. Viên Cương đã đợi ở trung khu Ngũ Lương Sơn, có thể truyền tin chiến báo bất cứ lúc nào. Một đệ tử Ngũ Lương Sơn vào động bẩm báo, thưa viên gia, bên ngoài có đệ tử lưu tiên tông chuyển lời muốn gặp ngài công tôn bố cũng đang ở trong động hắn ta ngẩng đầu nhìn viên cương đứng dậy rời đi ra tới ngoài động hắn gặp đệ tử canh giữ lưu tiên tông tên này bẩm báo thưa viên ra bên ngoài sơn môn có một người tới đối phương nói là bạn cũ của ngài viên cương hỏi ai đệ tử lưu tiên tông đối phương không nói đầu chùm mũ che mặt không để lộ khuôn mặt thật chỉ nói là ngài gặp sẽ biết viên cương nhíu mày đợi tới khi gặp vị tự xưng là bạn cô kia, viên cường dẫn hắn ta vào Mao Lư Sơn Trang. Không lâu sau, nhiều hữu đạo đi tới sân viện mà Thương Thục Thanh sống. Đạo đạo, Ngân Nhi đang ngồi cùng Thương Thục Thanh, nàng ta tinh mắt, hô lên rồi đứng bật dậy, chạy tới. Nhiều hữu đạo nhìn hộp cơm nàng ta đang ôm trong tay, đau đầu cười gượng vẫn đang ăn à. Ngân Nhi lập tức nhón một miếng thịt lợn rừng đưa cho hắn, cho người ăn nè. Ta ăn rồi, Nhiêu Hữu Đạo lập tức xua tay, khéo léo từ chối đạo gia thương thục thanh bước đến gần rồi thi lễ nàng hơi bất ngờ vì nghiêu hữu đạo hiếm khi chủ động đến tìm nàng nghiêu hữu đạo đẩy ngân nhi ra rồi hỏi quận chúa hẳn là cô biết hết những người có mặt mũi trong yến kinh nhỉ thương thục thanh không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này hơi ngập ngừng còn phải xem là ai dù sao ta cũng rời yến kinh nhiều năm rồi nghiêu hữu đạo tỷ như người của phủ đại tư không thì sao thương thục thanh gật đầu ta có quen một vài người nhà cao đại nhân nhưng không nhiều đâu lúc còn ở nhà bình thường ta rất ít khi ra ngoài như hữu đạo quản gia của cao kiến thành thì sao phạm chuyên ư thương thục thanh lên tiếng hỏi thấy hắn gật đầu nàng cũng gật đầu nói ông ta đã từng đến vương phủ chào hỏi ta gặp ông ta rồi có thể xem là quen biết sao đạo ra lại nhắc tới ông ta vậy có liên quan tới cao thiếu minh bị bắt sao như hữu đạo mỉm cười nếu đã quen biết vậy thì làm phiền quận chúa đi theo ta một lát nhé thương thục thanh nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi với hắn Ngân Nhi vẫn ôm hộp cơm không buông, chủ động đi theo. Trong một căn tĩnh thất với ngọn đèn dầu tờ mờ, quản gia phạm chuyên của phủ đại tư không ngồi im trước một cái bàn, lẳng lặng chờ đợi. Lão ta chính là người giả danh là bạn cũ của viên cương tới tìm. Lần này đến đây, lão ta phải cực kỳ cẩn thận, sợ là cứ trực tiếp tới tìm như hữu đạo sẽ khiến mọi người chú ý. Vì vậy lão ta tìm viên cương trước, bảo viên cương sắp xếp cho mình gặp như hữu đạo. Tuy nhiên, như hữu đạo bên này đoán là không có nhiều người biết vị này, có lẽ ba phái lưu tiên tông bên kia có người biết lão ta nhưng đối phương nói là chuyện bí mật trước mắt không thể để lộ sau khi đến đây lại yêu cầu đuổi những người khác đi nghiêu hữu đạo dường như bừng tỉnh lúc này mới tìm thương thục thanh đến kiểm chứng cửa tĩnh thất mở ra một khe hở phạm chuyên ngẩng đầu nhìn lão ta ngồi ở chỗ sáng nên không nhìn rõ người trong bóng tối là ai không biết ai đang nhìn trộm mình ngoài cửa thương thục thanh nhìn xong thì xoay người gật đầu với nghiêu hữu đạo thấp giọng nói đạo ra đúng là ông ta sau đó nàng lại hơi nghi ngờ ông ta tới cứu cao thiểu minh phải không như hữu đạo cảm ơn nàng đưa tay mời nàng sang bên cạnh nghỉ ngơi tỏ ý chuyện này để nói sau hắn phải xem tình hình trước đã sau khi người đã lui xuống như hữu đạo đẩy cửa bước vào phạm chuyên đang đăm đăm nhìn xuống dưới ngay sau khi thấy như hữu đạo lão ta đứng phát dậy chắp tay nói lão nô phạm viên bái kiến đạo ra như hữu đạo mỉm cười đưa tay ý bảo lão ta ngồi hắn cũng ngồi xuống nở nụ cười, chúng ta chưa từng gặp mặt, người biết ta là ai không? Phạm Chuyên nói, Lão Nô sẽ không mạo muội đến đây. Lão Nô đã nhìn thấy bức tranh vẽ đạo gia, chắc hẳn ở Mao Lư Sơn Trang cũng không có người dám giả mạo đạo gia. Lão ta nói xong thì gật gù khen ngợi, mọi người đều nói đạo gia còn trẻ, hôm nay gặp mặt mới biết thế nào là thanh niên tài tuấn, tung hoành bãi hạp một khiến tài tuấn trong thiên hạ phải xấu hổ. Một tung hoành bãi hạp, có tài ăn nói, biết khi nào nên nói khi nào không nên nói chương 883, niềm vui bất ngờ hai Như hữu đạo cười hít mắt, xua tay, đừng nói những lời khách khí nữa, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Phạm chuyên cũng không vòng vo, đưa tay vào trong tay áo. Lấy ra rất nhiều ngân phiếu của ngân hàng tư nhân có chi nhánh khắp nơi rồi đẩy tới trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, xin đạo ra xin vui lòng nhận cho. Nghiêu Hữu Đạo cầm lên nhìn, tính số lượng, cộng lại vừa vặn 10 triệu lượng vàng. Hắn khẽ nhíu mày, tiện tay ném trở lại trên bàn, ta nói là 100 triệu cơ mà chỗ này mới có 10 triệu, có phải là quá ít hay không? Ngươi đang đuổi ăn mày đấy à? Phạm Chuyên cười gượng, nếu 10 triệu lượng vàng được coi là đuổi ăn mày thì e là quyền quý khắp kinh thành này đều thành ăn mày rồi ạ. À. Vì 10 triệu lượng vàng này mà trong phủ gần như táng ra bại sản rồi. Nghiêu hữu đạo, có kè mặc ta với ta hử. Phạm Chuyên, lão nô không dám. 100 triệu mà đạo gia nói, phủ ta sẽ trả nhiều hơn, không trả ít hơn đâu. Nghiêu hữu đạo ồ lên, hỏi đầy hứng thú, trả nhiều là bao nhiêu. Phạm Chuyên ý vị thâm trường, thấp giọng nói, Giang Sơn Yến Quốc trị giá bao nhiêu? Như Hữu đạo im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, chỉ bật ra một từ, nói: "Lần này lão nô đến đây không phải dùng tiền chuộc người." Minh thiếu ở trong tay đạo gia, chủ nhân rất yên tâm. Số tiền này là một chút tâm ý mà chủ nhân sai lão nô tặng cho đạo gia để cảm ơn đạo gia chăm sóc cho Minh thiếu trong thời gian sắp tới. Phạm Chuyên hạ thấp giọng, không nhanh không chậm nói ra mục đích mà cao kiến thành sai mình tới lần này. Cuối cùng lão ta nhìn mặt gửi lời, quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, lên tiếng nhắc nhở, nếu đạo gia vừa ý chút sức mọn của chủ nhân của lão nô thì chủ nhân của lão nô nhất định sẽ tạm lưu lại trong chiều làm người hữu dụng. Nếu ngài không đồng ý, chủ nhân của lão nô thật sự không thể ra sức, có muốn giúp đạo gia cũng không giúp được. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo cực kỳ đặc sắc, 100 triệu lượng vàng không phải là con số nhỏ. Vốn dĩ hắn cũng đoán là rất không có khả năng cao kiến thành lấy ra 100 triệu. Cái giá trên trời ấy chỉ để thăm dò mà thôi xem đi, Cao Kiến Thành quan tâm đứa con trai này biết bao nhiêu. Đầu tiên ông ta muốn ứng trước tiền cho hắn, sau đó lại bám vào số tiền đó mà ra tay. Đối với hắn, Cao Thiếu Minh là một món hời mà hắn nhặt được. Ngay từ lúc đầu hắn thế nào cũng không ngờ rằng mình có thể bắt được con trai của Đại Tư Không Yến Quốc. Lại càng không ngờ rằng Cao Kiến Thành lại đưa ra một đề xuất như vậy, khiến hắn trở tay không kịp. Vẻ mặt Nhiêu Hữu Đạo liên tục thay đổi. Sau khi mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, Nhiêu Hữu Đạo gật gù, chân thành khen ngợi từ đáy lòng, có thể ngồi ở vị trí cao trong chiều, quả nhiên không đơn giản. Là nghiêu mỗ coi thường bậc anh hùng thiên hạ rồi, không phải là triều đình không có người, mà là triều đình không biết dùng người. Hắn lại vươn hai tay cầm sấp ngân phiếu trên bàn lên, lắc lắc, đã là ý tốt của đại tư không, nếu nghiêu mỗ từ chối thì đúng là không thức thời. Phiền ngươi chuyển lời tới đại tư không, nói là đại thiếu ở bên này, nghiêu mỗ nhất định tiếp đái thật tốt, tuyệt đối không sơ suất. Ngoài ra, cũng xin đại tư không yên tâm, Ngưu Mỗ sẽ hết sức phối hợp với lời nhắn nhủ của Đại Tư Không, sáng mai sẽ có tin tức truyền ra, tin này có thể làm cho Đại Tư Không yên tâm. Phạm Chuyên mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Lão ta gật đầu, lão nô nhất định sẽ thay đạo gia truyền lời. Nét mặt chuyển sang nghiêm túc, thưa đạo gia, lão nô muốn gặp Minh Thiếu. Được thôi, Ngưu Hiếu Đạo đứng dậy, ngươi chờ một lát, ta đi sắp xếp đã. Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Không bao lâu sau, cao thiếu minh có vẻ hơi chật vật được dẫn tới y tạm thời không rảnh mà rửa mặt trải đầu người bị đẩy vào cửa vừa đóng lại thấy lão quản gia ở trong phòng cao thiếu minh sững sờ dụi mắt tưởng là mình nhìn nhầm cho tới khi phạm chuyên run rẩy nói đại gia ngài phải chịu ấm ức rồi y mới tin không phải là mơ y bước nhanh về phía trước hai tay đỡ phạm chuyên cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ phạm thúc sao thúc lại tới đây phụ thân bảo thúc tới cứu ta phải không Xuyệt! phạm tuyên dựng thẳng ngón tay ý bảo hắn nói nhỏ thôi sau đó lão ta nghiêm mặt nói thưa đại gia đúng là lão gia bảo lão nô tới cứu ngài nhưng có mấy lời đại gia phải nhớ kỹ bây giờ đại gia không trở về kinh thành được nữa rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về từ hôm nay trở đi cao thiếu minh đã chết đã vì bệ hạ mà hy sinh thân mình hoàng cung yến kinh trong một đình viện vắng lặng trong một căn phòng vắng lặng trên bàn đặt một bát cơm trắng còn có một đĩa dưa muối nữa chu quý phi chu thanh ngồi cạnh bàn ăn mặc đoan trang xinh đẹp nàng ta nhìn cơm canh đạm bạc trên bàn từ từ nở nụ cười đau khổ cười ra nước mắt bữa cơm này do công nhân đưa tới đơn giản đến mức khiến người ta khó tin đồng thời công nhân vẫn còn bỏ lại một câu nói là trưởng môn của phi hoa các và chân linh viện đều bị bắt bị treo trên tường thành thanh sơn quận bây giờ đại tư đồ đồng mạch lệnh cho các bộ thắt lưng buộc bụng trong cung cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi ấy chu quý phi ăn tạm vậy từ khi Chu thủ Hiền chết trận, tình cảnh Chu gia dần dần suy tàn. Vì Chu thủ Hiền tự sát nên được cái danh hy sinh vì triều đình, cuối cùng cũng bảo vệ được người nhà, nhưng trụ cột Chu gia đã đổ rồi. Tuy nhiên, Chu thủ Hiền tự sát khiến Tào Ngọc Nhi cùng Kim Vô Quang xúc động. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, tình nghĩa vẫn còn, vì vậy ít nhiều vẫn quan tâm tới Chu gia. Dù sao hai vị trưởng môn có thể gặp người của đồng mạch, dặn dò một chút nên trong cung sẽ không làm khó Chu Thanh quá mức. Chu Thanh biết vận mệnh của mình và của Chu gia phải dựa cả vào Thương Kiến Hùng, hy vọng được Thương Kiến Hùng sủng ái. Vì vậy nàng ta đã nhiều lần cầu kiến Thương Kiến Hùng nhưng có người ngăn lại, cho dù đã truyền lời bái kiến lên trên thì bên trên cũng được báo lại là bệ hạ đang bận quốc sự. Cuối cùng Chu Thanh Thanh cũng hiểu ra, năm đó Thương Kiến Hùng sủng hạnh nàng ta vì phụ thân của nàng ta. Bây giờ phụ thân đi rồi, trong cung lại có vô số mỹ nhân, có quá nhiều quyền quý cần bệ hạ vỗ về, làm gì đến lượt nàng ta nữa. Thế nhưng hàng ngày nàng ta vẫn trang điểm thật xinh đẹp, mong đợi một ngày nào đó nhớ đâu bệ hạ tới nơi này. Không ngờ rằng nàng ta không đợi được bệ hạ tới mà lại đợi được tin này. Những kẻ tiểu nhân phản ứng rất nhanh, biết chuyện phi hoa các và chân linh viện đã đổ, biết chỗ sửa vững chắc cuối cùng của nàng ta đã đổ, biết nàng ta đã không còn hy vọng chờ mình, bọn chúng khéo hiểu lòng người, lấy cơm trắng dưa muối hầu hạ một vị quý phi cao quý. Tiểu Hồng, lấy cái cháp kia của ta ra đây, Chu Thanh lau nước mắt, cất lời một trong hai thị nữ thiếp thân nhận lệnh đi lấy tráp mang đến cho nàng ta một hộp trang sức nhưng chu thanh lại giao cho nàng ta cầm đi thu xếp cho chu toàn hai thị nữ thiếp tân vội vàng quỳ xuống một người bật khóc thưa nương nương người thu xếp tới lui trong tay chỉ còn sót lại mấy món đồ cuối cùng này thôi ta không để để các ngươi theo ta chịu tội mong là mấy thứ này có thể đổi được cơm lành canh ngọt cho chúng ta có lẽ cũng đủ cho chúng ta sống thêm một thời gian đi đi chu thanh xua tay lắc đầu rơi nước mắt, bản thân phải ăn những thứ này, tình cảnh hai nha hoàn không cần nghĩ cũng biết. Lúc này, nàng ở đây còn có thể ngồi ăn cơm trắng dưa muối, còn thương kiến hùng thì gấp đến phát pháo rồi, chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, từ đầu đến cuối đều theo dõi tình hình chiến đấu bên định châu kia. Đợi đến khi tiết khiếu vừa đến đưa chiến báo, khẩn cấp xin viện trợ, thì mới biết được đại quân 50.000 tập kết ở Định Châu gần như bị 30.000 nhân mã Nam Châu diệt sạch, hơn nữa còn đánh mất một châu, thương kiến hùng vô cùng tức giận chương 884, xếp hạng thứ bảy đan bảng triệu hùng ca. Một, bực tức quát mắng tiết khiếu là đồ vô dụng, chửi mấy tên quan lại phía dưới mở cổng thành đầu hàng, thề rằng một ngày nào đó chắc chắn sẽ chu di cửu tộc những tên quan lại đã đầu hàng kia. Nhưng mà hơn nữa đó là sự bất an, việc đánh lén vào Mao Lư Sơn Trang không thành, chính là tự bê đá đập chân mình, cuối cùng cũng gây ra chuyện lớn như vậy. Ông ta cùng một nhóm đại thần thượng lượng tới thương lui, sai phái những châu khác cho viện binh đến không phải là không thể, nhưng lúc này phần lớn những châu phủ đang chịu sự kiểm soát triều đình đều đã điều binh phòng thủ trước nước Hàn và nước Tống. Quân tiên phong của Nam Châu quá mạnh, cứ cho là tập hợp nhân mã còn thừa lại của hai châu cũng chưa chắc đã đánh thắng. Mấu chốt chính là một khi mở rộng chiến sự, vậy thì thật sự sẽ biến thành nội ứng ngoại hợp hay sao? Nội bộ nước Yến rối loạn, nước Hàn và nước Tống có thể ngồi yên mà không xuất binh hay sao? Ba đại phái mà biết cũng sẽ không đồng ý để triều đình làm như vậy, nếu thương kiến hùng dám làm loạn không thèm đếm xỉa đến, chỉ sợ ông ta cũng không thể tiếp tục làm hoàng đế được nữa nhưng nếu thật sự theo lời nam châu nói như vậy chỉ bởi vì nam châu bịa ra một cái lý do thì lập tức giết tiết khiếu để bồi tội rồi bàn giao vậy thì uy tín của triều đình ở đâu khiến các thứ sử ở mấy châu phủ cảm thấy như thế nào rồi thì những chư hầu có đội quân riêng bắt trước khiêu khích triều đình thì phải làm sao đây đừng nói là đại thần phản đối ngay cả thương kiến hùng cũng sẽ là người đầu tiên không đồng ý cuối cùng buộc phải như vậy theo đề nghị của quần thần, Thương Kiến Hùng chỉ có thể mời ba đại phái ra mặt can thiệp, giải quyết chuyện nổi loạn ở Nam Châu. Đối với Thương Kiến Hùng mà nói, để đưa ra được quyết định như vậy thực sự rất khó khăn, bộc lộ rõ ông ta chính là một vị hoàng đế vô năng, ngay cả Nam Châu cũng không trị nổi. Quan trọng là việc này do chính ông ta gây ra, có một số việc ông ta không thừa nhận cũng vô dụng, tất cả mọi người không phải là người ngu, chuyện mình biến việc này thành như vậy, cuối cùng lại để ba đại phái ra mặt giải quyết, thu dọn cục diện rối loạn. Vậy thì ngươi coi ba đại phái là cái gì? Ba đại phái có thể cho ngươi thấy sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Cùng lúc đó, động tĩnh Nam Châu tấn công Định Châu quá lớn, muốn giấu cũng không giấu được, bị trinh thám của thế lực khắp nơi thăm dò ra được, tất tin tức lộ ra đều trong lúc trên đường truyền về. Trời đã sáng, khắp nơi bên trong thành của quận Thanh Sơn huyên náo, ồn ào, trên tường thành đang treo 10 người ở trước mặt bàn dân thiên hạ, quân phòng thủ bắn chết, đang đi lên dọn xác tại sao lại giết, nghe nói là triều đình vạch trần khiến bọn họ đánh lén, quân phòng thủ thành của quận nói triều đình không có khả năng làm chuyện như vậy, phẫn nộ vì những người này yêu ngôn hoặc chúng nên giết. Bên dưới thành, bách tính ai cũng nghị luận ầm ý. Thi thể bị kiêng ra khỏi thành, mai táng sơ sài ở vùng hoang vu, lúc chôn lại có thêm xác một người nữa, người này máu me đầy mặt, gương mặt cũng đã biến dạng không còn như lúc đầu nữa rồi. Binh sĩ chôn những người này gặp nhau, một nhóm chôn người thi thể này hỏi một tên ở nhóm kia, tên này sao lại chết vậy? Một tên khác cười hì hì nói, còn không phải là tấn công Sơn Trang rồi bị xa lưới, nhưng lại lịch của người này cũng không nhỏ, nghe nói là con trai của đại tư đồ của triều đình Cao Kiến Thành, tên là Cao Thiếu Minh, vì không muốn làm liên lụy đến gia tộc, rốt cục lại đập đầu vào tường tự sát. Ồ, vậy thì người này địa vị đúng thật là không nhỏ. Vị đại tư đồ họ Cao chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao? Thương tâm cái con khỉ, người ta mỹ thiếp thành đàn con cháu đông đúc chết một người chẳng tính là gì cả cùng lắm là sinh thêm mấy đứa là được ha ha miệng ngươi thật đúng là độc địa ai mà không nổi giận triều đình này vì đối phó nam châu chúng ta mà không từ thủ đoạn chẳng những đánh lén mà còn dám đoạt nữ nhân của vương gia ngay cả chuyện hèn hạ như vậy mà cũng làm được thì theo như ta thấy là triều đình này sớm hay muộn cũng xong đời thôi cao thiếu minh tự sát ư Quản Phương Nghi từ bên ngoài đi vào sân trong thấy Nghiêu Hữu Đạo thì lập tức hỏi luôn với dáng vẻ rất kinh ngạc. Có gì ghê gớm đâu, người coi trọng hắn ta sao? Nghiêu Hữu Đạo vừa đi xuống bậc thang vừa nhạo báng. Phi, Quan Phương Nghi phỉ nhổ một cái, đuổi theo bước chân hắn, chuyện ta lo lắng là tiền của ta chưa đến. Ừm, cho, Nghiêu Hữu Đạo lấy ra mấy tờ ngân phiếu của thiên hạ tiền trang đưa cho bà ta. Mười triệu, Quản Phương Nghi ở phía sau mặt mày hớn hở, bỗng nhiên không cười nữa. Kéo tay áo của hắn, chất vấn, giấu tiền rồi sao? Nghiêu hữu đạo á khẩu không nói được gì, giấu cái gì cơ? Quản phương nghi không nói hai lời, lập tức túm chặt hắn rồi lục soát người, sờ khắp người từ trong tay áo đến toàn thân. Làm cái gì đó, cô nam quả nữ đừng có động tay đông chân, cẩn thận không thì lại khiến người ta nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm. Cả người nghiêu hữu đạo ngứa ngáy nên xoay người tránh né. Lão nương đi tắm cũng bị người nhìn thấy, người còn sợ hiểu lầm cái quái gì. Quản phương nghi vẫn không buông tha, quả thực sau khi lục soát một lượt thì không thấy dấu cái gì cả, vẫn chỉ là một con quỷ nghèo nên buông tha hắn, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bên trong gian phòng của hắn. Này, Ngưu Hữu đạo một tay chống kiếm, sửa sang lại lại y phục bị lộn xộn, một tay quơ quơ trước mắt bà ta, nhìn đi đâu vậy? Ta nói này, Hồng Nương, người thiếu tiền đến mức đó sao, ta trong mắt ngươi là người giấu tiền trong xó nhà, góc tường sao? Quản Phương Nghi cả giận nói, đã nói xong, 100 triệu đâu? Trong thời gian ngắn như này, Ngươi đi kiếm ở đâu cho ta 100 triệu đây? Sẽ không phải ngươi cho rằng là cao gia có thể lấy ra 100 triệu kim tệ tiền mặt chứ? Lúc đó ngươi kêu ta lấy ra ba con hắc ngọc diêu thì đã nói với ta như thế nào? Nói cái gì khi có 100 triệu thì toàn bộ là của ta? Bây giờ thì sao? Bán cho Đại Thiện Sơn một con dù sao cũng còn được 5 triệu, hiện tại bán ba con chỉ có 10 triệu thôi sao? Món nợ kia không phải tính như vậy, ngươi suy nghĩ kỹ đi, 5 triệu kia ngươi chia đều ra, ba con mỗi con một triệu, tính toán thì cũng không chênh nhau bao nhiêu cả. Nghiêu hiểu đạo, ta nghĩ rằng ngươi không biết tính toán, hiện tại xem, món nợ tính rất rõ ràng nha, ngươi còn có biết xấu hổ hay không vậy? Ta nói này, Hồng Nương, dù sao ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì chắc hẳn sẽ xem tiền tài như rác rưởi mới đúng, không thèm quan tâm đến tiền, nếu không thì tổn hại đến hình tượng ngươi. Bớt dùng bài này đi, thiên hạ đệ nhất, đệ nhị cũng là đã quá khứ rồi, nam nhân chẳng có ai tốt, bây giờ lão nương cũng đã là hoa tàn ít bướm, vẫn là trong tay nắm chặt tiền là chắc chắn nhất, hư danh giờ đây chỉ là rác rưởi. 90 triệu mang ra đây cho ta, ngươi xem đi, ngươi và lão hùng cũng chẳng khác gì nhau, người khiến ta thật vọng quá. Đừng có nói sang chuyện khác, lúc nói chuyện tiền nong với lão nương thì đừng có vấn đề tình cảm làm gì, vô dụng thôi. Lừa ta hết lần này đến lần khác, trêu đùa lão nương, lần này ngươi nhất định phải giải thích rõ cho ta. Người ta chỉ đưa ta 10 triệu, ta tìm đâu ra 100 triệu đây, cho ta thiếu nợ được không? Được, người không có ta cũng không thể kiên quyết bán người đi, nói thời gian đi, khi nào trả ta. Kiếp sau được không? Khốn khiếp, đứng lại, đừng có chạy, có thể chạy đi đâu, đường đường là đạo gia cũng không thể vì thiếu nợ mà trốn khỏi nhà, cuối cùng vẫn bị quản phương nghi tóm được. Đơn giản, nhiều hữu đạo không thèm đếm xỉa đến, không có tiền chính là không có, người có thể làm gì được ta. Tên vô lại kia đùa bấn quả thật đã cho quản phương nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tha và cho hắn thiếu nợ mà thôi, chờ hắn trả từng ít từng ít một. chương 885, xếp hạng thứ 7 đan bảng triệu hùng ca. Hai, hai người cãi nhau cũng chỉ vì chuyện như vậy, sau khi cãi nhau ẩm ý xong, lại quay về trạng thái ban đầu gắn bó như keo sơn. Thật ra quản phương nghi rất thích loại cảm giác này, cho nên khi có cơ hội thì lập tức muốn trừng trị như hữu đạo. Sau cùng, hai người đi bộ đến trước phần mộ của hắc mẫu đơm, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm xuống rồi nhắm mắt lại, quản phương nghi hỏi, Cao gia dùng 10 triệu mua mạng của Cao Thiếu Minh đúng không? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, làm sao người biết? Quản phương nghi, đừng nghĩ ta là kẻ đuôi mù, tưởng ta không biết tối hôm qua có khách tới Sơn Trang ư? Người vừa đến, người bên này lập tức nói đi gặp Cao Thiếu Minh, sáng sớm hôm nay Cao Thiếu Minh chết, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tối hôm qua là người của Cao Phủ phái tới hả? Ngưu Hữu Đạo cười, hỏi, vậy làm sao người biết là dùng 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh? Quản phương nghi, núi tất cả chuyện lại rồi suy nghĩ kỹ thì cũng không khó để lý giải, Cao Thiếu Minh rơi vào tay ngươi, một khi bị ngươi giày vò đứng ra chỉ tội triều đình, Cao ra coi như xong rồi. Cao Thiếu Minh chết đi thì sẽ không xảy ra chuyện như trên. Không nhắc đến tình thân, bỏ 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh thì khi hắn ta chết có thể đảm bảo Cao ra bình an vô sự là hoàn toàn đáng giá. Mà nếu như ngươi không đồng ý, đừng nói 100 triệu, ngay cả 10 triệu cũng không có được. Có phải như vậy không? Như Hữu đạo cười ha ha, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hỏi lại, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Quản phương nghi hừ một tiếng, một bộ dáng vẻ ta biết ngay mà. Vô biên các, khách điếm thiên hồ, lúc lệnh hồ thu đi tới trước cửa sổ mở cửa rồi hướng ngoài nhìn ra phía xa thì hơi sửng sốt, phát hiện hôm nay vô biên các giường như náo nhiệt hơn, bên ngoài trên cây cầu người đến người đi đông hơn bình thường. Y đang muốn bắt chuyện hồng tụ đang thu dọn trong phòng để hỏi một ít thứ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc. Cộc, hai người trong phòng quay đầu nhìn vào cửa, thấy Hồng Phất mở cửa đi vào. Không đợi lệnh hồ thu mở miệng, Hồng Phất đã đi tới trước cửa sổ bẩm báo, tiên sinh, đan bảng đã thay đổi. Lệnh hồ thu à lên một tiếng, nhìn bên ngoài cửa sổ, nhân vật tầm thường thay đổi thì chắc hẳn không gây ra động tĩnh lớn như vậy, có phải là thứ hạng của nhân vật lớn nào thay đổi không? Hồng tụ nghe vậy thì đi tới. Hồng Phất gật đầu nói, tiên sinh đoán không sai, Tông Nguyên đứng thứ bảy trên đan bảng bị giết chết, người giết hắn là Triệu Hùng ca xếp hạng thứ 17 trên bảng. Triệu Hùng ca nhảy lên vị trí thứ 7, thay thế vị trí của Tông Nguyên, đứng thứ 10 thì lên hạng thứ 9, thứ 11 thì lên hạng 10. 10 vị trí đầu thì có 3 người thay đổi thứ hạng, cho nên dẫn tới động tĩnh không nhỏ. Lệnh Hồ Thu hơi kinh ngạc, Triệu Hùng ca, hắn ta đã nhiều năm không hề tham gia vào chuyện gì, sao lại ra tay với Tông Nguyên? Không phất, theo như đàn bảng nói đến thì nguyên nhân xếp hạng thay đổi. Nói đến đây dừng lại một lúc. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, sau đó nói, cứ ấp a ấp úng làm gì, ở đây không có người ngoài, có cái gì không thể nói ra sao. Hồng Phất, theo như đàn bảng giải thích, thì Mao Lư Sơn Trang ở quận Thanh Sơn của nước Yến gặp phải tập kích, Tông Nguyên là bên tấn công, Triệu Hùng Ca là bên bị tập kích. Trong phòng trở nên im ắng, lệnh Hồ Thu trượt khẽ thở dài, Lão Tam bên kia sao lại tới đúng lúc Tông Nguyên và Triệu Hùng Ca đánh nhau. Lão Tam không sao chứ, Hồng Phất lắc đầu, về phần vì sao Tông Nguyên tập kích Mao Lư Sơn Trang thì như bình thường đến đây là đan bảng dừng lại, không hề nói rõ. Nhưng vừa truyền ra một tin tức cũng gây ra động tính không nhỏ, có thể phỏng đoán được, sau ngày Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, mấy trưởng môn của Phi Hoa Các và chân Linh Viện bị bắt sống, bị treo ở trên tường thành của quận Thanh Sơn để thị chúng, đồng thời đại quân Nam Châu đột nhiên tấn công Định Châu, công kích với nhân mã của triều đình. Không biết hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không, nhưng bên ngoài đều đang đồn đoán, chủ mưu phía sau màn tập kích Mao Lư Sơn Trang chính là triều đình nước Yến, chắc hẳn là triều đình nước Yến sẽ rước lấy sự trả thù của Tam gia, bằng không thì thương triều Tông không có cách nào xúi dục Đại Thiền Sơn làm loại chuyện này. Nếu giải thích theo cách này thì Tam gia chắc chắn là không có việc gì. Liên tiếp có những tin tức làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, lệnh hồ thu im lặng, quay đầu nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu, rốt cuộc cũng thở dài, không có việc gì thì tốt rồi, lão tam càng lúc càng mạnh tay hơn, càng ngày càng chơi lớn, chúng ta không nhúng tay vào được, tiếp tục duy trì một khoảng cách nhất định không hẳn là chuyện xấu. Duy trì một khoảng cách, tỉ muội hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lúc đầu hai bên không thèm quan tâm đến mặt mũi, cũng đã cắt đứt mối quan hệ, nhưng dần vặt tới dần vặt lui lại biến thành vương vấn không dứt được. Đối với tiên sinh mà nói thì cũng đã dần dần chấp nhận phần kết nghĩa kia, lần trước nhiều hiếu đạo bên kia gửi tin tức hỏi tình hình của Bách Lý Yết, tiên sinh ngay lập tức thu xếp tình hình rồi hồi đáp lại nhưng đối với tỉ muội các nàng mà nói, như hữu đạo chính là một ký ức không dám nghĩ lại, làm làm gì được người ta thì nên tránh xa xa, tốt nhất là sau này cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cũng không biết là làm thế nào, bên này đối với như hữu đạo chính là không thể thân cận được mà cũng không thể thoát ra được, bây giờ người ta có thể bám sát bất cứ lúc nào, chắc hẳn là tiên sinh sẽ không bài xích. Hai người mờ hồ cảm thấy hai bên qua lại với nhau thì quyền chủ động dường như hoàn toàn nằm trong tay Nghiêu Hữu Đạo. Hơn nữa, có thể tránh được tai họa phải vào trong nhà lao ở Tề Kinh và thoát khỏi hiểu nguyệt các, cũng là một tay nghiêu hữu đạo bố trí hết. Mặc dù bên ngoài phần lớn là người không biết gì về những tin đồn, nhưng người bên Tề Kinh và hiểu nguyệt các đều biết nội tình, có thể nói là nghiêu hữu đạo đã từng niệm tình kết nghĩa, cũng có thể nói là vĩnh viễn không phụ tình kết nghĩa này. Nói rằng chuyện trước kia đã qua thì cho nó qua đi, chuyện sau này, nghiêu hữu đạo gây thù chuốc oán quá nhiều, bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng theo. Trước kia, tỉ muội hai người vẫn không nhận ra, sau này dần dần mới cảm thấy bên này thực ra đã bị một bàn tay vô hình như hữu đạo không chế rồi, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Bởi vì bài xích như hữu đạo nên hai người không khỏi nghĩ lệch lạc về hắn và đã từng nhắc nhở lệnh hồ thu. Nhưng lệnh hồ thu cũng nói hai người suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu từ lúc chúng ta rơi vào đại lao thì không còn có giá trị để lợi dụng nữa rồi, đã không có tiền lại không có thế, người ta cũng không thiếu người thay hắn chém chém giết giết, có đáng phải hao tâm tổn sức để lợi dụng chúng ta không? hai nữ nhân nghĩ lại cũng đúng, có một điều không thể không thừa nhận, bên này đã từng làm như vậy đối với nhiều hữu đạo, mà sau này hắn dùng hai chữ nhân nghĩa để đối xử lại với bên này, khiến cho bọn họ thật sự không còn lời nào để nói. nếu mà còn nghĩ nhiều nữa thì chẳng khác nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. thu dọn một ít đi, chúng ta cũng nên đi rồi, thông báo cho các huynh đệ chuẩn bị rời khỏi. lệnh hồ thu đưa tay ra đóng cửa sổ, quay người phân phó một câu, không tụ thử hỏi một tiếng đi đâu. Lệnh Hồ Thu, quay về nước Tấn làm lại từ đầu đi. "Rõ." Hai nữ nhân đáp lại, mỗi người tự đi chuẩn bị, nhưng trong lòng đều thở dài, cuối cùng vẫn không lựa chọn Nam Châu ở nước Yến. Bên này dưới sự trợ giúp của Ngưu Hữu Đạo, đã không tốn bất cứ thứ gì mà sáng lập lên một môn phái, tên là Thiên Địa Môn, ngụ ý là sau khi tách rời khỏi Hiểu Nguyệt Các từ nay về sau trời cao đất rộng. Chương 886: Phi ngựa khoanh đất. Mấy năm nay, thường xuyên ở vô biên các cẩn thận tuyển chọn trong nhóm tán tu lấy ra những người thích hợp làm thành viên tổ chức, gần đây trên cơ bản khung đã khá tốt, nên đến nơi nào không thể không cân nhắc. Trưởng môn là tu sĩ của nước Tấn, ở nước Tấn chắc nhất định cũng có quen biết, việc dung nhập vào giới tu hành của nước Tấn sẽ trở nên thuận lý thành trương, nhưng điều kiện ở nước Tấn này không thích hợp để môn phái nhỏ phát triển, nói cho cùng chính là nước Tấn nghèo. Đến nước khác, lệnh hồ thu là tán tu lúc đi tới thì không có việc gì, nếu thực sự lập nên một môn phái ở đó rồi phát triển thế lực của mình, đoán chừng thế lực của quốc gia khác cũng sẽ không tiếp nhận. Nghĩ tới nghĩ cui, tìm muội hai người nghĩ đến Nam Châu của nước Yến, đó là địa bàn của Ngưu Hữu Đạo, với phong cách đối nhân xử thế của Ngưu Hữu Đạo, thì bên này mở miệng, đoán chừng có nơi để sống yên ổn là không thành vấn đề. Cho dù thế tục Nam Châu là quyền thế thì vẫn là thế lực tu hành Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo đều có thể giải quyết được, hơn nữa Nam Châu phát triển hưng thịnh, phồn vinh, đi Nam Châu chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng hai người có suy nghĩ này cũng khó có thể mở miệng, Nưu Hữu Đạo đã từng phi lễ với hai người, nghĩ tới tình cảnh ở trong phòng ngày trước, gặp lại Nưu Hữu Đạo thì sẽ lúng túng khó xử, thật sự không có cách nào nói với tiên sinh là đi gặp Nưu Hữu Đạo. Hai người đi theo lệnh Hồ Thu nhiều năm, cũng hiểu rõ lệnh Hồ Thu, đại khái cũng đoán được y có suy nghĩ đến đi Nam Châu và đang do dự, không nghĩ tới cuối cùng là không mở miệng xin người ta được nên lựa chọn đến nước Tấn, chắc rằng y cũng nhận ra được ít nhiều ảnh hưởng của việc Nam Châu khai chiến với triều đình nước Yến. Thúc đẩy y đưa ra lựa chọn cuối cùng này, trong lòng hai tỷ muội cũng chỉ có thể thở dài. Phu phương viên, độc cô tĩnh bước nhanh vào vườn trúc, cấp báo với Ngọc Thương đang ở bên trong đó, sư phó, Nam Châu xuất binh đánh Đinh Châu, thế công hung mãnh, một lúc liên tục hạ vài chục tòa thành, khiến nhân mã Đinh Châu không còn có sức đánh trả lại chỉ có thể phòng thủ. Thế mà Nam Châu dám động thủ với triều đình nước Yến. Bỗng nhiên Ngọc Thương quay lại, vẻ mặt chấn kinh, nhận lấy mật báo trong tay độc cô tĩnh, xem xét kỹ càng tình hình. Ông ta nghi ngờ không thôi, xem qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong mật báo, Ngọc Thương ngẩng đầu, hít mắt, nhìn những chiếc lá trúc rơi xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lần này, đối với hành động từ đầu đến cuối của Ngưu Hữu Đạo, bên này ông ta tự mình tham gia, là rõ ràng nhất, sư thần nước Tống là Ngưu Hữu Đạo giết, cảm bẫy trên đường đến Kim Châu là do Ngưu Hữu Đạo bày ra, Mao Lư Sơn Trang cũng đã sớm bị nhầm vào để tập kích rồi. Tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ chủ mưu sắp đặt đều là Ngưu Hữu Đạo, căn bản không tồn tại cái gì mà triều đình nước Yến chọc giận như hữu đạo khiến hắn ra tay. Nói cách khác, ngay từ đầu việc xuất binh đánh Định Châu, như hữu đạo đã lập kế hoạch từ trước, triều đình nước Yến đã bước vào cái bẫy liên hoàn của như hữu đạo. Hai, Ngọc Thương thở dài, liên tục gật đầu, khá lắm, giết sứ thần nước tống châm ngòi mẫu thuẫn giữa các nước, trói lại tay chân của triều đình nước Yến, còn hắn lại có thể tùy ý làm bừa, triều đình nước Yến từ thế chủ động thành thế bị động, chỉ sợ ngay cả nước đi của mình cũng không thể nào nắm chắc được, Lần này chỉ sợ là phải chịu thua thiệt. Lão phu quả nhiên là không nhìn lầm người, cái giá mà chúng ta phải trả cho lần này là đáng, thằng nhãi này là đối tượng hợp tác tốt nhất đối với chúng ta. Đối với việc truy sát Ngưu Hữu Đạo thất bại trước đó, ông ta đã tìm ra được đáp án, thì ra phía sau Ngưu Hữu Đạo có Triệu Hùng Ca. Chiến sự ở Định Châu chưa ngừng, Tiết Khiếu dần dần cảm thấy không đúng, Nam Châu không giống như là muốn liều mạng với bọn họ, không hề đánh thẳng vào chỗ tập kết quân chủ lực mà ngược lại thừa dịp y rút binh lực nhanh chóng đoạt được địa bàn mà bọn họ vừa rút binh, việc này so với việc kiếm lời còn nhanh hơn. Có thể không nhanh sao, từng địa bàn đều thu binh lực lại, căn bản chẳng có uy hiếp gì, dường như nhân mã tới nơi nào thì chiếm luôn nơi đó, giống như phi ngựa khoanh đất vậy. Y muốn chủ động xuất kích, thử thúc đẩy binh lực, Mông Minh Sơn lập tức hạ lệnh một bộ kiềm chế nhân mã chủ lực của quân địch rút lui lại, kéo dài thời gian đại quân của Y ở chiến tuyến, bất kỳ lúc nào đại quân cũng có thể cắt đứt tình hình này. Bên ngoài thành dung dương, dáng một đòn nặng nề mang tới hiệu quả kinh sợ khiến nhân mã ở Đinh Châu nhớ mãi không quên. Hơn nữa lúc này đã biết được thống soái chỉ huy đại quân Nam Châu là Mông Sơn Minh, vị cũng không phải là dạng vừa, tiết khiếu đâu dám khinh thường, ép y phải cẩn thận phòng thủ, không để quân địch có cơ hội. Thời gian từ lúc khai chiến đến nay cũng không dài, nhân mã các bộ ở đinh Châu vội vàng tập kết, đường dài đằng đắng cũng chưa đến nơi, lương thảo, quân nhu quân dụng cũng vẫn còn đang khẩn cấp chuẩn bị và tập kết bên trong. Mà Nam Châu bởi vì lúc trước ứng phó sự uy hiếp của đại quân triều đình, mà đã chuẩn bị rất nhiều thứ rất đúng hạn, có thể nói là thuận thế mà làm, đại quân tập kết không ngừng lần lượt tiến vào bên trong Đinh Châu, thế cục chiến trường càng ngày càng bất lợi đối với tiết khiếu. Cho dù là như thế, dường như Mông Sơn Minh cũng không có ý quyết chiến trực diện với y, binh lực dần dần lớn mạnh bắt đầu mở rộng hai bên nhân mã chủ lực của tiết khiếu, tiếp tục nhanh chóng thu được địa bàn y đã cho quân rút lui phòng thủ hậu phương. Tình huống này, Tiếu khiếu cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, này giống như là mượn cơ hội đưa quân đi đánh đến để chiếm đoạt Định Châu, không đánh bại quân chủ lực của y thì sao có thể chiếm đóng toàn bộ Đinh Châu được. Đợi đến khi nhân mã Nam Châu phân tán trên phạm vi càng ngày càng rộng, vậy thì không phải là trải lưới túi y, mà là cho đại quân của y ung dung phân vùng bốn phía đánh tan cơ hội của bọn họ. Đạo lý này y tin rằng Mông Sơn Mính sẽ không thể không biết, cho nên y bắt đầu nghi ngờ ý đồ chiến lược của Nam Châu bên kia chẳng lẽ là có thể chiếm được bao nhiêu địa bàn thì chiếm sao? Có nghi ngờ cũng vô dụng thôi, chiến sự đã đánh đến mức này rồi, người có bản lĩnh thử chủ động xuất kích bốn phía, chỉ cần nhân mã chủ lực của ngươi vừa phân tán, đối phương lập tức có thể xông lên đánh người đó. Cử ra một nhánh đi dò xét, Mông Sơn Minh lập tức cho một ít nhân mã đến dẫn dụ để thăm dò, sau đó không ngừng quấy rối, rồi dẫn đến một nhánh nhân mã của anh Dương Võ Liệt Vệ chạy tới phối hợp, một lần hành động tiêu diệt hết. Đến một nhánh đánh tan một nhánh, chủ lực dám phân tán lập tức đánh chủ lực, sau khi nhân mã định châu bị điều đi, nhược điểm chí mạng lập tức lộ rõ, đó là binh lực không đủ. Trận chiến đánh thành kiểu này quá bất lực, tiết khiếu phát hiện mình bị trói chặt tay chân, căn bản là không có cách nào thi triển, mắt thấy một phần lớn địa bàn dần dần bị chiếm, mình lại không thể nào liều lĩnh xông ra đánh. Tiết khiếu lo lắng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bên trong quân chướng nhìn chằm chằm vào địa đồ mà hai mắt toàn là tơ máu. Con đường chính bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, mấy chục người cưỡi ngựa phi nhanh tới đây, một con kim xí từ trên trời hạ xuống, mấy chục người cưỡi ngựa dừng lại. Dẫn đầu vạn động thiên phủ là trưởng môn tư đồ diệu nghe tin tức về đan bảng được truyền đến, nhìn về hướng Mao Lư Sơn Trang, nghi ngờ hỏi Tông Nguyên chế ở đây sao? Biết Mao Lư Sơn Trang bị tập kích nhưng lại không biết Tông Nguyên cũng tham dự vào việc này. Kim Châu cách đây không xa, vừa nghe nói Nam Châu động thủ với triều đình nước Yến, ông ta giật mình, lập tức gửi tin hỏi như hữu đạo xem có chuyện gì xảy ra. Nhiêu hữu đạo không nói rõ ràng, chỉ nhắc qua rằng triều đình khinh người quá đáng các kiểu vân vân và mây mây. mươi 887, đừng làm yếu khí thế mau lư sơn trang của ta. Một, có một số việc đưa tin bằng kim xí chỉ sợ cũng không thể nói rõ ra được, từ đồ rượu lập tức dẫn người, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ mà đến đây, chỉ vì muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Không nóng này cũng không được, tình hình trước mắt, một khi Nam Châu bị ngăn chặn lại, chỉ sợ là Hoàng đến nước triệu hải vô cực sẽ lập tức báo thù rửa hận với Kim Châu đi, tư đồ rượu phất tay hô một tiếng, một nhóm vừa dừng lại một chút lại lập tức chạy đến Mao Lư Sơn Trang. Lúc đoàn người đến Mao Lư Sơn Trang, một con con hắc ngọc diêu từ trên trời hạ xuống, từ trên đó có ba người nhảy ra, cũng nhờ người canh giữ trước cửa vào bẩm báo một tiếng. Ba người này tự xưng ra môn là lăng tiêu các của nước tống. Nhóm người tư đồ rượu ngạc nhiên và nghi ngờ, ba đại phái của nước tống phát người tới đây gặp nghiêu hữu đạo làm gì. Có một điểm rất rõ ràng, người ta rất tôn kính đối với Mao Lư Sơn Trang, theo quy tắc mà nói, nếu thân phận và địa vị không bằng người ta, đại khái họ có thể điều khiển phi cầm sông thẳng vào Mao Lư Sơn Trang, không cần phải hạ mình đứng chờ người vào bẩm báo cả. Người đến là trưởng lão toàn thái phong của Lăng Tiêu Các, theo sau ông ta là hai tên đệ tử. Tất nhiên đám từ đồ rượu từng được nghe về người này, nhưng lại đều là lần đầu nhìn thấy người thật. Một lát sau hai tên đồ đệ tiến đến, người giữ cửa yêu cầu đợi, sau đó nhanh chóng đi thông báo. Sau một hồi do dự, Tư Đồ Diệu vẫn đi lên cung kính chào hỏi, đã nghe danh toàn trưởng lão của Lăng Tiêu các từ lâu, tại hạ là trưởng môn của Vạn Động Thiên Phủ, Tư Đồ Diệu. Vừa rồi Toàn Thái Phong cũng chú ý đến đám người này, ông ta nhìn ra được họ là người của một môn phái nào đó, có điều nhìn qua trang phục thì không biết là người ở đâu, nếu như là người của môn phái lớn nào đó, hẳn ông ta đều có qua lại, không thể không biết trang phục của môn phái đó, vì thế nên ông ta cũng không để tâm. Nghe bọn họ giới thiệu, Toàn Thái Phong thoáng suy nghĩ một lát, hỏi chính là vạn động thiên phủ ở vùng Kim Châu bên nước triệu đó sao? May mà người ta còn biết đến vạn động thiên phủ, nếu không thì rất xấu hổ. Tư đồ rượu mỉm cười, hắn ta khách sáo nói, đúng vậy, không ngờ rằng lại có thể gặp được toàn trưởng lão ở đây. Vẻ mặt của toàn thái phong trở nên lạnh nhạt, ông ta lạnh lùng liếc xéo một cái, nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó không nhìn hắn ta nữa, dường như hứng thú nói chuyện đã biến mất trong chốc lát, mang đến cho người khác cảm giác nói trở mặt liền trở mặt. Hai tên đệ tử phía sau như đang suy nghĩ gì đó nhìn nhau một cái, thỉnh thoảng lại quan sát đám người của vạn động thiên phủ. Còn không khách sáo bằng với tên gác cổng hồi nãy nữa, từ đồ diệu không ngờ lại xảy ra một màn lúng túng trước mặt mọi người, nếu như người ta đã có thái độ thế này, hắn ta cũng sẽ không nói gì. Cực kỳ vô lễ, một đám đệ tử vạn động thiên phủ tức tối, tức giận cũng không dám nói gì, mình không bằng người ta, không thể chọc vào bọn chúng, làm gì được chứ. Ngay lúc này, một con hắc ngọc điêu dáng xuống từ trên không trung, đồng thời có ba người nhảy xuống đó là ba cô gái mặc đồ trắng người đến là người của thiên nữ giáo của nước hàn đám tư đồ rượu có thể nhận ra được người giữ cửa lập tức chạy tới thông báo huệ trưởng bão ngọn gió nào mang ngươi đến đây thế toàn thái phong vừa thấy người liền nói rồi cười lớn người đàn bà đứng cầm chính là trưởng lão huệ thanh bình của thiên nữ giáo đằng sau cũng có hai tên đệ tử đi theo hầu hạ bà ta cười nói ngọn gió nào thổi toàn trưởng lão đến đây thì cũng là ngọn gió đó thổi ta đến đây hai người cùng có ý xấu nhìn nhau cười tư đồ rượu đang âm thầm cau mày huệ thanh bình đã chú ý đến bọn họ nhìn thấy một đám người cùng đứng bên ngoài cửa bà ta còn tưởng họ đều là người toàn thái phong mang đến bà ta lên tiếng hỏi ta thấy những vị này rất lạ mặt đều là bạn của toàn trưởng lão sao toàn thái phong cười nhạo không dám trèo cao ta vừa mới gặp thôi họ là vạn động thiên phủ ở kim châu nước triệu dường như huệ thanh bình đã hiểu được thâm ý trong lời nói của ông ta bà ta hà một tiếng rồi lập tức không nhìn bọn họ nữa bị coi thường ngay trước mặt một đám đệ tử thật sự tư đồ diệu rất xấu hổ nhưng hắn ta chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh khoanh tay âm thầm cầu nguyện cho vạn động thiên phủ sẽ có một ngày được ở trên cao bị chuyện này kích động tấm lòng giữ vững cơ nghiệp của một đám đệ tử vạn động thiên phủ đều lơi lỏng ít nhiều có điều bên phía nghiêu hữu đạo đang âm thầm kinh ngạc có thể khiến cho người của ba môn phái lớn của nước hàn và ba môn phái lớn của nước tống đứng chờ trước cổng Quy tắc của nơi này thật đúng là chăm nghe không bằng một thấy, mà vừa thấy liền giật mình, phát hiện năng lượng của Ngưu Viễn Đạo vượt xa tưởng tượng của mình. Bọn họ đều thấy hối hận, không biết có phải trước đây mình hơi tự cao trước mặt Ngưu Hữu Đạo không. Đợi chưa bao lâu, một con xích liệp điêu vọt ra từ trong Mao Lư Sơn Trang. Đây là do Ngưu Hữu Đạo cố tình sắp xếp. Nghe nói có hai môn phái lớn cưới Hắc Ngọc Điêu đến đây, hắn lập tức sắp xếp cho một con xích liệp điêu qua. Người ra tiếp đón khách là Viên Cương và Đoạn Hổ bởi vì Ngưu Hữu Đạo biết rõ tính cách Viên Cương, hắn ta thả chết cũng không chịu cúi đầu. Hai người nhảy xuống khỏi vật cưỡi, ánh mắt của Viên Cương nhìn lướt qua mọi người, cho dù hắn ta biết người đến là khách quý cũng vẫn cứng rắn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lẽo quan sát mọi người, ánh mắt hắn ta mang theo ý muốn kiểm tra kỹ càng. Một con xích liệp điêu xuất hiện, dường như cấp bậc của nó hoàn toàn chèn ép vật cưỡi của hai môn phái lớn, làm ra một màn không nể mặt người khác như vậy. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau theo bản năng, hai người đều mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của Mao Lư Sơn Trang. Tư đồ diệu thầm nói, như hữu đạo ra vẻ ta đây như vậy, chuyện gì thế này? Như hữu đạo mà hắn ta từng tiếp xúc rất khách sáo hiền lành, hắn ta cảm thấy đây không phải cách làm của như hữu đạo mà hắn ta biết. Có điều sau khi nhìn thấy con xích liệp điêu kia, hắn ta vẫn không thể kìm lòng quay lại nhìn đám ngựa mọi người đang cưới, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn xin. Huệ Thanh Bình nhìn Viên Cương, bà ý cười hỏi, ngươi là người của Mao Lư Sơn Trang. Viên Cương Viên cương trả lời lại, hắn ta không hề có ý định rong dài khách sáo với bà ta, sau đó hắn ta vươn tay mời, mời quý khách vào trong, đạo gia có lời mời, các vị hãy đi theo ta. Tư đồ trưởng môn, hắn ta đặc biệt mời tư đồ rượu cùng cưỡi xích liệp điêu với hắn ta, cũng không thể bỏ mặc vị này đi bộ được. Đến địa bàn của Ngưu Hữu đạo rồi, lại thêm tình hình lúc này, tư đồ rượu cũng chỉ có thể khách nghe theo chủ, hắn ta nhảy lên xích liệp điêu cùng viên cương. Đám Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cũng đều nhảy lên vật cưỡi rồi bay đi, còn đám người còn lại của vạn động thiên phủ được đoạn hổ cười dẫn vào trong. Trước cửa lớn của Mao Lư Sơn Trang, như hữu đạo tự mình ra cửa đứng đón khách, trưởng môn của ba phái như Lưu Tiên Tông đều ở đó. Ba người phí, hạ, trịnh đều vì nghe nói trưởng môn tư đồ rượu của vạn động thiên phủ sắp đến đây nên mới cố ý đến gặp mặt làm quen, họ muốn nhân cơ hội này để kết bạn với hắn ta. Sở dĩ bọn họ biết tư đồ diệu sắp đến hoàn toàn không phải do tư đồ diệu thông báo cho, mà là ở trên vùng Nam Châu, căn bản không có ai đi trên đường lớn qua các trạm dịch để đổi ngựa mà qua mắt được Mao Lưu Sơn Trang, nhất là khi cả đám người tư đồ diệu lại không hề che giấu thân phận, nhìn chung bọn họ lúc nào đi đến đâu Mao Lưu Sơn Trang đều biết rất rõ ràng, đây là chỗ hay của việc nắm giữ quyền lực. chương 888, đừng làm yếu khí thế Mao Lưu Sơn Trang của ta. 2. Vốn ba người ra để nghinh đón tư đồ diệu, Ai ngờ nhân vật lớn của ba phái lớn ở Hàn và Tống lại xuất hiện, nhất thời bọn họ có hơi lo lắng, cảm giác trưởng môn của môn phái nhỏ như mình thật không có hơi không dám bước lên, nếu như làm không tốt thì sẽ rất xấu hổ. Quản Phương Nghi lắc lư vòng eo, phe phẩy chiếc quạt tròn bước ra từ trong sơn trang, bà ta nén giận nói, có phải không quen tư đồ rượu đâu mà, người đã tự mình ra đón rồi, có đến mức phải long trọng thế không? Bà ta vừa mới được nghiêu hữu đạo phái người đến gọi ra đây. Ngũ Hiếu Đạo, Huệ Thanh Bình của Thiên Nữ Giáo và Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các đến đấy, người có quen hai người này không? Quảng Phương Nghi sửng sốt, có hơi ngạc nhiên, ta từng nghe nói về Huệ Thanh Bình, nhưng không quen biết. Bà ta hoàn toàn không nói đến Toàn Thái Phong, Ngũ Hiếu Đạo hiểu được ý của bà ta, hắn quét mắt nhìn trưởng môn ba phái đang co quắp, từ từ nói, lát nữa đối mặt với người của hai phái lớn kia, các người đều mạnh mẽ lên cho ta, đừng làm khí thế của Mao Lư Sơn Trang của ta yếu đí. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, hạ hoa thử lên tiếng hỏi mạnh mẽ bày tỏ khí thế với bọn họ có hợp không trong lòng thầm nói chúng ta chọc nổi bọn họ không như hữu đạo nhắc nhở môn phái lớn thì có sao chúng ta không phải do bọn họ quản lý mấy người này ở trên cao quen rồi người khúm núm bọn họ cũng sẽ nghĩ là điều hiển nhiên quỳ xuống cũng không đổi được gì hay ho ngược lại còn khiến người ta khinh thường ngươi cục diện trước mắt người đến không phải người tốt để người ta thấy ngươi dễ bắt nạt thì sẽ không khách sáo đã áp sát từng chút một, không chừng còn ép chúng ta vào thế khó. Đừng làm hỏng chuyện của ta, đứng thẳng lưng nói chuyện cho ta, giữ vững đạo đãi khách cơ bản thì sẽ không đắc tội bọn họ đâu. Nghe hắn nói như vậy, ba vị trưởng môn liền hiểu ra, mặc dù vẫn thấy hơi căng thẳng nhưng đều đã tính toán sẵn, dù sao cũng không phải trẻ con ba tuổi, đều biết mình phải làm gì, thần thái bề ngoài đều đứng rất thẳng lưng, dường như họ đều đã có sức mạnh. Quản phương nghi liếc mắt nhìn ngữ hữu đạo, trong mắt bà ta lóe lên vẻ tán thưởng, đến lúc này bà ta mới cảm nhận được rõ ràng lưu tiên tông phù vân tông và linh tú sơn đã hoàn toàn thần phục dưới chân của người này bà ta cũng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tướng thế nào thì binh thế ấy một con sư tử không thể dẫn dắt một đám gấu được tất nhiên bà ta cũng thừa nhận tên gấu tinh viên phương kia là một ngoại lệ tóm lại bà ta cảm nhận được rõ ràng mao lư sơn chăng có thể đi đến ngày hôm nay đã hoàn toàn không thể thiếu vị này rồi khi đang nói chuyện có ba bóng đen xuất hiện ở phía trước khác đã đến rồi. Trong chốc lát, xích liệp điêu đáp xuống đất, hai con hắc ngọc điêu cũng đáp xuống sau đó, như hữu đạo đang chống kiếm đứng nở nụ cười, niềm nở đón khách. Tư đồ diệu bước lên chào hỏi trước, như lão đệ. Tư đồ trưởng môn đường xá xa xôi đến đây, không thể tiếp đón từ xa, mong huynh bỏ qua. Ngưu hữu đạo cười, chào hỏi lại, khách sáo rồi, tư đồ diệu vỗ vỗ cánh tay hắn rồi nghiêng đầu tỏ ý, ý bảo không cần quan tâm đến ta, người tiếp đón khách quý của người trước đi, ta không sao hết nhìn một loạt hành động giữa hai người, lại thêm vị trí đứng chính giữa của Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt của Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong đã tập trung dò xét Ngưu Hữu Đạo, họ đều nhìn ra vị này chính là chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang. Ồ, vị này nhìn quen quá, là toàn trưởng lão của Lăng Tiêu Các đây sao? Quản Phượng Nghi đột nhiên cười thành tiếng, có người quen, gặp nhau cũng không cần quá gượng gạo, Toàn Thái Phong cũng cười, Hồng Nương, nhiều năm rồi không gặp, vẫn phong nhã chả khác gì năm xưa quản phương nghi đi qua, cảm ơn lời hay ý tốt của ngài. Nghe nói vị này là Hồng Nương ở Tề Kinh, Huệ Thanh Bình cũng không cầm lòng được mà nhìn thêm một hai lần, trong lòng âm thầm nói xấu, tiện nhân, tao hóa. Quản phương nghi cũng nhìn ra được sự khinh thường trong mắt người ta dành cho mình, cho dù có vậy bà ta vẫn cứ tươi cười, bà ta đã quen với thái độ nữ nhân dành cho mình từ lâu rồi, mượn tài đối đáp mà chủ động giúp hai người và Nghiêu Hữu Đạo giới thiệu với nhau. Bà ta đi theo Nghiêu Hữu Đạo, Ngưu Hiếu Đạo cũng hay để bà ta phát huy tác dụng này, đây cũng là việc sở trường của bà ta. Ngưu Hiếu Đạo, được nghe danh đã lâu, ha ha, tuổi trẻ rất có tương lai, tướng mạo đàng hoàng, hồng ngươi, ngươi không theo nhầm người đâu. Có người quen, Toàn Thái Phong cũng thoải mái nói chuyện. Có Hồng Nương ở đây, ông ta cũng không thể ra vẻ gì được, không phải là vì Hồng Nương có thân phận địa vị gì đó, mà là năm xưa bản thân ông ta như thế nào không phải người ta chưa được thấy, có phần không tỏ vẻ được nhìn chung huệ thanh bình lại khách sáo hơn như hữu đạo cũng ung dung nói chuyện ba người phí hạ trịnh cũng chủ động tiến lên chào hỏi mặc dù trong lòng vẫn lo lắng nhưng thái độ lại đều rất đúng mực huệ thanh bình và toàn thái phong cảm thấy nơi đây không giống với các địa phương nhỏ khác bọn họ là người có sức mạnh tư đồ rượu đứng một bên xem đến mức có hơi buồn bực lưu tiên tông phú vân tông linh tú sơn công lại cũng không có thực lực bằng vạn động thiên phủ của mình mà nhìn người ta lại nhìn lại bản thân mình hắn ta cảm thấy có phải trước đây mình hơi thấp kém hay không? Khách quý đường xá xa xôi đến đây, sao có thể đứng ngoài cửa nói chuyện được, mời vào trong. Ngữ hữu đạo dẫn khách đi vào, vài người đi đằng trước chuyện trò vui vẻ, mặc dù tư đồ rượu ở đằng trước đi cạnh ngưu hữu đạo, nhưng lại giống như vật làm nền, không lên tiếng, biết tin đây là lần đầu ngưu hữu đạo gặp mặt hai người nay, trong lòng hắn BTA bắt đầu suy nghĩ đến ý đồ của hai phái lớn. Trưởng môn ba phái tiếp đón bốn đệ tử của hai phái lớn, thái độ vẫn luôn đúng mực. Nam Sơn Tự, Toàn Thái Phong bước đến cạnh cửa ra vào của một sân viện, ánh mắt đặt lên phía trên mép cửa viện, ngây người, người đứng lại, dáng vẻ khó hiểu. Huệ Thanh Bình cũng thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào đó mà suy nghĩ. Sao lại dùng loại tên như thế này để đặt cho viện, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy giống như bảng tên của chùa miếu. Sau khi vào Sơn Trang, Toàn Thái Phong đã đưa ra đề nghị có thể tham quan một vòng hay không, như Hiếu Đạo không biết ông ta muốn xem cái gì, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, trông thấy Huệ Thanh Bình cũng không phản đối, hắn chỉ đành tự mình dẫn bọn họ đi lòng vòng tham quan. Đi một lượt đến cửa viện Nam Sơn Tự, nơi một đám hòa thượng đang ở. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Ánh mắt của toàn thái phong chú ý lên câu đối ở hai bên trái phái cánh cửa, đọc lên một lần, hơi hơi vuốt cằm, như lão đệ, câu đối này rất có ý cảnh, rất có ngụ ý. Núi không nhất định phải ở nơi cao, chỉ cần có tiên ở ắt sẽ nổi tiếng, nước không nhất định phải quá sâu, chỉ cần có rồng ở ắt sẽ thiêng liêng, có ý cảnh cái giam ý. Trong lòng Nghiêu Hữu Đạo âm thầm mắng một câu, hắn biết rất rõ ràng vì sao Viên Phương lại treo cái này ở cạnh cửa. Hiện nay không thấy bóng dáng Nam Sơn tự đâu, hiện giờ cũng không phải là không có tiền tài để xây dựng chùa miếu, chỉ là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ đành trốn ở trong này treo câu đối kia lên, đơn giản là vì Viên Phương dùng chúng để an ủi chính mình và đám hòa thượng kia. Khó có thể giải thích rõ chân tướng, Cười cười trả lời một câu, chỗ này của ta đang thu nhận một đám hòa thượng không có nhà để về, Nam Sơn tự là tên gốc của ngôi chùa này. Chương 889, trợn mắt há mồm một. Nếu để Viên Phương nghe thấy những lời này đoán chừng sẽ nóng nảy mất. Cái gì gọi là không có nhà để về, rõ ràng là ngài bắt chúng ta ra khỏi chùa mà. Đương nhiên, bây giờ có bảo bọn họ trở về bọn họ cũng không trở về đâu. Toàn thái phong đã nhìn thấy hòa thượng đi lại trong viện rồi, ậm ừ một tiếng hóa ra là câu đối do một đám hòa thượng treo lên, ban đầu ông ta còn tưởng rằng đây là câu đối do Ngưu Hữu Đạo tự treo lên, cười nói, nghe nói thời đại trước kia tu sĩ còn rất ít, Phật giáo đã từng rất hưng thịnh, hiện nay lại rất hiếm khi gặp được hòa thượng, người có thể nhặt được một đám hòa thượng, có thể thấy lão đệ đây có duyên với Phật. Có phước được nhà Phật xem trọng, nói không chừng lão đệ sẽ có phước lành trời ban đấy. Ha ha, Ngưu Hữu Đạo cười cho qua chuyện, mấy lời êm tai chỉ nghe là được, sao có thể xem là thật huệ thanh bình không nói gì cảm giác thật sự là bảng tên của chùa miếu đoàn người đi dạo tùy ý đi dạo lòng vòng trong sơn trang vốn toàn thái phong và huệ thanh bình định đến xem xem mao lư sơn trang nổi tiếng rầm rộ này có gì đặc biệt sau khi đi dạo một vòng lại phát hiện cũng chỉ có vậy thôi là một sơn trang bình thường diện tích mặt đất cũng không quá lớn lại càng không nói đến độ xa hoa thật sự là không có gì để mà xem cuối cùng bọn họ ngồi xuống ở trong một phòng tiếp khách trên mặt nước tự có sư thầy lên bưng nước dân trà ý cảnh hòa thượng dâng trả lại khiến huệ thanh bình cảm thấy rất có nhã ý toàn thái phong cũng không sợ có người động tay động chân lên chén trà này nhấm thử một ngụm thưởng thức một chút buông chén trà ra ra vẻ thuận miệng hỏi sao không thấy triệu hùng ca đâu nhỉ vừa rồi lúc ông ta đi dạo vòng quanh cũng muốn hỏi câu này nghiêu hữu đạo biết sau khi triệu hùng ca thi triển thanh vân kiếm quyết ở nơi này thì không thể giấu giếm khỏi con mắt của người trong lòng hắn cũng không phủ nhận thời dài người ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi ta quản thế nào được chứ Ta cũng không muốn quản." Toàn thái phòng cười ha ha vài tiếng, đây không phải điều mà ông ta chú ý tới, đối phương không nói, ông ta cũng sẽ không lằng nhằng, có điều lại quay sang nhắc nhở tư đồ rượu một câu, tên trưởng môn gì đó kia, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, sao người không ra ngắm một chút." Tư đồ rượu nghe ra đối phương muốn để mình tránh đi, chỉ là hắn ta nghe thấy lời này rồi trong lòng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngắm của đối phương, áp lực rất lớn, hắn ta nâng chén trà lên rồi từ từ đặt xuống nói lời tạ lỗi với nghiêu hữu đạo rồi đứng lên thật ra hắn ta không uống một ngụm trà nào nghiêu hữu đạo có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta nhưng cũng sẽ không vì hắn ta mà mạo hiểm lộ đầu ra làm gì hắn có lỗi gật gật đầu chỉ thị ba người phí hạ trịnh đi theo tháp tùng hắn ta tình cảnh đến thế này ba người phí hạ trịnh cũng vì tư đồ rượu mà thở dài không thôi không còn người ngoài nữa toàn thái phong cười mà như không nói lão đệ người của ba môn phái lớn nước yến chưa đến sao Nghiêu hữu đạo giả bộ nghe không hiểu, đến chỗ ta há? Chỗ của ta khỉ ho có gáy, đến đây để làm gì chứ? Hai vị trưởng lão đến đây đã khiến ta được sủng ái mà lo sợ rồi. Ha ha, toàn thái phong cười cười lắc đầu, lão đệ này, người có biết ngươi đã chọc chúng chỗ phiền phức rồi không? Nghiêu hữu đạo ngạc nhiên, chẳng lẽ hai vị trưởng lão đây đến chỗ ta là để gây chuyện sao? Không phải, chúng ta và người không thù không oán, đang yên đang lành đến chỗ người gây chuyện phiền phức làm gì chứ? toàn thái phong phất tay áo ta hỏi ngươi là ngươi bảo nam châu phát binh về phía triều đình nước yến sao nghiêu hữu đạo bất đắc dĩ nói hóa ra là chuyện này toàn trưởng lão hiểu nhầm rồi sao nam châu lại phát binh về phía triều đình được chứ chỉ là tiến đánh định châu thôi mà tiết khiếu ở định châu khinh người quá đáng không chỉ giết người cướp của lại còn dám bắt cóc mỹ thiếp của dung bình quận vương nói thế nào dung bình quận vương cũng là quận vương thuộc hoàng tộc tiết khiếu quả thực không để triều đình vào trong mắt vương gia có thể chịu nhục được không hả, vương gia tức giận qua mới xuất binh thảo phạt, không liên quan gì với ta hết. Nói đến chuyện này, sau khi hắn biết được lý do mà đám người thương chiêu tông viên ra để xuất binh gây hấn, hắn cũng phục luôn rồi, về để lấy cớ xuất binh vì quá tức giận, lại có thể lôi cả lý do nữ nhân của thương chiêu tông bị cướp mất ra nói, giận dữ tột cùng vì mỹ nhân, ngay cả thanh danh của mình thương chiêu tông cũng không để ý đến nữa, thực sự là kích động sự tức giận của rất nhiều người dân Nam Châu. Toàn Thái Phong cười phá lên rồi lắc đầu, hiển nhiên ông ta không tin huệ thành bình mỉm cười lên tiếng hỏi tiểu huynh đệ nghĩ một đằng nói một nẻo người sáng suốt đều biết được chuyện mao lư sơn trang bị tấn công là do triều đình nước yến làm ra ngay sau ngày mao lư sơn trang bị tấn công nam châu lập tức xuất binh tấn công định châu chẳng lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp sao như hữu đạo cười khổ quả thật là có hơi trùng hợp xem ra hiểu lầm này ta có miệng cũng chẳng thể nói rõ được rồi toàn thái phong giơ tay ra hiệu dừng lại không ép buộc hắn nữa lão đệ đừng quan tâm đến chuyện có phải hiểu nhầm hay không nữa. Nam Châu bất chấp xuất binh hướng về triều đình nước Yến, ba môn phái lớn của nước Yên tất nhiên sẽ trúc giận lên ngươi, Nam Châu muốn thâu tóm Định Châu là chuyện không thể nào, ba môn phái lớn đương nhiên sẽ đứng ra ngăn chặn. Song hỏng bỏng không đấy, Huệ Thanh Bình cũng nói, chúng ta đến đây cũng chẳng có ác ý gì, thật ra là muốn đến giúp ngươi. Giúp ta à, Nhiêu Hữu Đạo tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sao lại giúp ta? Huệ Thanh Bình nói, toàn trưởng lão nói đúng lắm, Ba môn phái lớn của nước Yến chắc chắn sẽ không ngồi xem Nam Châu thâu tóm Định Châu. Ba môn phái lớn tham gia vào không phải là chuyện người có thể ngăn cản được. Nhưng nếu như Nam Châu thật sự muốn thâu tóm Định Châu, cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước tiểu huynh đệ không có liên quan gì đến hai phái của chúng ta, có lẽ đã bị ba môn phái lớn chèn ép phải chịu đựng, nhưng hai người chúng ta lại không giống vậy. Toàn Thái Phong nói tiếp, ta nói thẳng này, chúng ta đến đây là để cho người chỗ dựa, người không ngăn cản được ba môn phái lớn chúng ta làm được nghiêu hữu đạo nhướng mày lên các ngươi cho ta chỗ dựa à huệ thanh bình nói tiểu huynh đệ là người thông minh vì sao chúng ta cho ngươi chỗ dựa trong lòng ngươi hiểu rất rõ không cần nhiều lời nữa tiểu huynh đệ chỉ cần hiểu một việc không chỉ có hai nhà chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi hai người chúng ta một người đại diện cho ba môn phái lớn nước hàn một người đại diện cho ba môn phái lớn nước tống chỉ cần tiểu huynh đệ gật đầu một cái sáu phái sẽ lập tức phái người đến bảo vệ ngươi ba môn phái lớn nước Yến sẽ không thể nào bắt được ngươi. Về phần đại quân Nam Châu, sáu môn phái cũng sẽ phái người đến giúp đỡ. Có sáu môn phái của chúng ta tham gia cùng, đại quân Nam Châu có thể giúp hết toàn lực đánh trận, đừng nói thâu tóm định Châu, còn có thể giúp lão đệ độc chiếm địa bàn cả ba Châu. Bà ta quay đầu hỏi Toàn Thái Phong, Toàn trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Toàn Thái Phong đang gõ nhịp, nói cũng được, ta đại diện cho nước Tống đồng ý trước, sau khi mọi chuyện xong xuôi ta hứa sẽ để cho lão đệ địa bàn Ba Châu, tuyệt đối không đổi ý. Nếu như lão đệ không yên tâm, có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng. Hai người kẻ hát người đệm, làm như đã thương lượng xong hết vậy. Đúng lúc này, viên cương đến đây, nói thầm vài câu bên tai Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo đứng dậy cáo lỗi một tiếng, hai vị trưởng lão đợi một chút, có chút việc, ta đi một lát rồi quay lại. Hai người này thấy hơi phiền muộn, đúng lúc nói đến chuyện quan trọng thì lại bị gián đoạt, nhưng mà trong nhà người ta có chuyện, bọn họ cũng chẳng tiện ngăn cản, đành phải gật đầu. Như hữu đạo đi thẳng ra khỏi Sơn Trang, chỉ thấy tư đồ diệu đang nói chuyện cùng với một đám người cấp cao của vạn động thiên phủ. mươi 890, trợn mắt há mồm hai. Như hữu đạo vốn định qua đó chào hỏi người của vạn động thiên phủ một câu, tư đồ diệu nhìn thấy hắn đi ra thì lập tức tiến nhanh lại, kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi, lão đệ, hai người đó tìm ngươi có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt hắn ta nặng nề, Ngưu hữu đạo cười nói, gọi ta ra đây chỉ vì muốn tìm hiểu chúng ta nói chuyện gì thôi à. Tư đồ diệu xua tay, ta tuyệt đối không có ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư của lão đệ, nhưng ra nghĩ rằng chắc chắn hai người này không có ý tốt gì, chắc là đến để thuyết phục đại quân Nam Châu đừng ngừng tiến đánh, để Nam Châu biến nội bộ nước Yến hoàn toàn thành một đống lộn xộn, tiện bề tạo cơ hội để hai nước hàn tống xuất binh. Lão đệ, trăm ngàn lần không được đồng ý chuyện này đâu đấy. Chiến sự hiện nay còn có thể kết thúc được, một khi biến thành đại chiến giữa các nước với nhau, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Hắn ta ngăn cản cuộc nói chuyện của Ngưu Hữu Đạo giữa chừng cũng là bởi vì hiện tại hắn ta rất nóng vội, sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ đồng ý với bọn họ. Nếu như Nam Châu thật sự bị chiến tranh kìm lại, triều đình nước triệu lúc này đang đầy một bụng lửa, chắc chắn sẽ động thủ lên Kim Châu. Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta, Trần An nói, từ đồ trưởng môn yên tâm, nếu như ta đồng ý với chuyện này rồi, ba môn phái lớn nước Yến Há nào lại tha cho ta chuyện này trong lòng ta tự có tính toán, để ta ứng phó. Lão đệ biết là tốt rồi, tư đồ rượu thở vào một hơi, có điều vẫn dặn dò thêm vài câu, tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ ra tất cả các biện pháp để thuyết phục ngươi, lão đệ không thể làm việc vội vàng đâu đấy. Tư đồ trưởng môn cứ yên tâm đi, như hữu đạo lại trấn an hắn ta một lần nữa, chắp tay xoay người trở lại. Như hữu đạo về đến nhà nổi rồi, đối mặt với hai vị trưởng lão đang ngồi, lại chắp tay nói ta có chút việc nhỏ quấy dày, để hai vị đợi lâu rồi. Nhìn thấy hắn quả thật là đi một lúc rồi về, cũng chưa chậm trễ bao lâu, hai người liên tiếp nói không sao cả. Sau khi khách khí xong rồi thì nói đến việc chính, Toàn Thái Phong tiếp tục ép hỏi, lão đệ, chuyện chúng ta vừa mới nói, người đã suy nghĩ đến đâu rồi? Nghiêu hữu đạo bưng chén trà lên, từ từ nhấm nháp, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt hai người, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đến lúc hắn buông chén trà xuống lại đột một nói một câu, ta và hai vị trưởng lão đây mới gặp mà như quen biết từ lâu, Nói đến đây hắn dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao nào, hai người chờ đợi, chờ hắn nói nốt câu. Một lát sau không ai phản ứng, Huệ Thanh Bình cười nói, chúng ta và tiểu huynh đệ cũng là lần đầu gặp đã quen thuộc, có gì muốn nói thì đừng ngại nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Đúng vậy, Toàn Thái Phong gật đầu đồng ý, Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, nếu như hai vị trưởng lão không chê tại hạ tài đức có hạn, tại hạ nguyện kết thành huynh đệ, tỷ đệ khác họ với hai vị, tấm lòng ta rất chân thành, hy vọng hai vị trưởng lão đồng ý. chuyện quái gì đây, kết bái sao? toàn thái phong và huệ thanh bình trợn mắt há mồm, có chút nghi ngờ có phải bản thân mình nghe nhầm hay không? đừng nói hai người bọn họ, cả hai tên đệ tử đứng phía sau hai người cũng người nhìn ta, ta nhìn ngươi. ánh mắt của quản phương nhi từ từ di chuyển về phía như hữu đạo, bà ta có vẻ ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn. thấy hai người ngẩn người hồi lâu, mãi không nói gì, như hữu đạo lên tiếng hỏi, chẳng lẽ hai vị ghét tại hạ? ghét, hai người hồi thần lại, một người cao mày, một người cẩn thận mỉm cười. Trong lòng bọn họ đều thầm nói, nào chỉ có ghét thôi, phải là rất ghét mới đúng, cái gì vậy chứ? Người có tàn cán gì mà lại dám đòi kết bái với chúng ta, không thử cầm gương lên nhìn xem mình là cái thứ gì? Hai người từng thấy người trèo cao rồi, nhưng chưa từng thấy ai trèo cao đến mức này, tất nhiên bọn họ muốn từ chối thẳng thừng. Nhưng đối phương lại chọn đúng lúc này để mở lời muốn kết bái, ý đồ rất rõ ràng, người ta sợ bọn họ qua cầu rút ván lỡ đâu không đưa cho ba châu đã đồng ý thì phải làm sao trèo cao là một chuyện quan trọng là muốn ràng buộc đạo đức bọn họ nhắc đến việc này vào ngay lúc này toàn thái phong và huệ thanh bình nhìn nhau chọn rất đúng lúc không phải đã nói có điều kiện gì cũng có thể nói sao đúng là khó mà từ chối được khụ khụ toàn thái phong vội ho một tiếng bưng trà lên uống một ngụm cho đỡ xấu hổ lão đệ đây không phải chuyện có ghét hay không mà hai chúng ta thân là người có địa vị cao trong môn phái chúng ta không thể tự tiện quyết định những việc có ảnh hưởng đến môn phái được. như hữu đạo ồ một tiếng đầy thâm ý, hóa ra hai vị không thể tự ý quyết định những chuyện có ảnh hưởng đến môn phái. chỉ cần nghe đoạn nói chuyện vừa rồi của hai bên, mọi người đều có thể hiểu được thâm ý của những lời này. ngay cả chuyện như thế này còn không tự quyết định được thì các người làm sao có thể thay mặt cho sáu phái lớn bảo chúng ta độc chiếm địa bàn của ba châu chứ? đang nói đùa hay là đang chơi sỏ chúng ta vậy? ánh mắt của quản phương nhi không ngừng lấp lánh. Mặc dù bà ta không biết ý đồ của người này, nhưng chỉ với câu nói đúng lúc đúng chỗ vừa rồi, thiếu chút nữa bà ta đã vỗ tay khen ngợi. Huệ Thanh Bình tiếp lời, tiểu huynh đệ, không giấu ngươi, mặc dù bây giờ ta với toàn trưởng lão đang cùng ngồi đây, nhưng ân oán giữa thiên nữ giáo và lăng tiêu các không thể nói rõ trong một hai câu được, trong đó có cả thù nợ máu, hai chúng ta không thể kết bái được. Cũng không phải nói bừa, các quốc gia trốn hùng, nhiều năm như thế biết bao nhiêu thế hệ, thiên nữ giáo và lăng tiêu các có ai chưa từng giết người của môn phái kia lúc này toàn thái phong vuốt cằm đúng vậy nghiêu hữu đạo không sao chỉ cần hai vị trưởng lão không chê ta có thể kết giao riêng với từng người ngụ ý là có thể kết bái riêng biệt toàn thái phong và huệ thanh bình đưa mắt nhìn nhau họ đều cảm thấy sự việc đã có hơi thay đổi với thân phận của bọn họ hẳn bọn họ phải cường thế mới đúng sao bọn họ lại trở thành người bị chèn ép nhưng dù có cương quyết cũng không nói ra được ngay từ đầu bọn họ đã cảm nhận được tỏ ra cứng rắn ép buộc ở đây cũng vô dụng nói chung cũng không thể tức giận rồi giết nghiêu hữu đạo luôn mà nếu họ thật sự giết nghiêu hữu đạo chỉ sợ người vui vẻ chính là triều đình nước yến không có lợi cho hai nước hàn và tống nghiêu hữu đạo đợi một lát rồi bỗng thở dài nếu như hai vị thật sự không thể quyết định được thì có thể về bàn bạc với tông môn trước cũng được đợi đến khi quyết định được rồi hãy bàn lại được không về rồi lại đến hai người sao có thể đồng ý được vì sao hai người phải vội vã đến đây chính là vì muốn thu phục Như hữu đạo ngay trước mặt ba phái lớn của nước yến đợi bọn họ đi rồi quay lại thì ba phái lớn của nước yến đã nhúng tay vào rồi làm gì với bọn họ nữa Như hữu đạo tiếp tục nói dung bình quận vương cho gọi ta phía bên phủ thành có chút chuyện ta phải qua đó một chuyến trước nếu như hai vị huệ thanh bình đứng lên ngắt lời hắn quả thật ta với tiểu huynh đệ như vừa gặp đã quen có thể kết nghĩa với tiểu huynh đệ cũng là chuyện tốt có gì mà không thể được nghiêu hữu đạo vỗ tay khen ngợi không đợi đối phương kịp nói thêm gì đã lập tức quay đầu lại nói với quản phương nhi hoàng thiên hậu thổ khí vận kim triều chọn lúc chẳng bằng được lúc cứ nghe theo ý trời mà chọn bây giờ luôn đi mau chóng chuẩn bị bàn thờ kết nghĩa thật sự rất quyết đoán quản phương nhi trợn mắt bà ta nhìn toàn thái phong lại hỏi nghiêu hữu đạo đạo gia chuẩn bị mấy cái chuẩn bị hai cái đi toàn thái phong cũng đứng lên đã là chuyện tốt thì sao ta có thể bỏ qua ông ta cũng nghĩ kỹ rồi chỉ cần việc thành công sau đo chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi, có ai không rõ đây không phải là thật lòng kết bái chứ. chương 891, Pháp giá thân lâm, quản phương nghi hơi cúi người, bà ta quay lưng nhanh chóng bước đi, như hữu đạo cũng không cho hai người cơ hội rong dài, hắn lấy cớ chuẩn bị để bao người chờ đợi, rồi cũng chạy. Bên trong nhà thủy tạ, đệ tử của hai phái nhìn nhau, vừa mới đến một lúc sau đã quyết định kết bái rồi. Trong lòng bốn người thầm nói, có phải sau này phần lớn đệ tử của thiên nữ giáo và lăng tiêu các gặp phải như hữu đạo đều thấp hơn ít nhất một bậc. Hình như chúng ta không phải người đầu tiên kết bái với hắn. Toàn Thái Phong ghé sát vào Huệ Thanh Bình nhắc nhở một tiếng, hình như một trưởng lão của Thiên Ngọc Môn bị đá ra khỏi Nam Châu đã kết bái với hắn rồi. Huệ Thanh Bình lạnh lùng nói, có cả quỷ mẫu của hãm âm sơn nữa. Toàn Thái Phong, còn cả tên tán tu có hơi nổi danh kia nữa, tên là lệnh hồ thu đúng không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tính đến bản thân mình mới phát hiện đã là thứ tư, thứ năm rồi. Toàn Thái Phong hơi buồn bực, khoanh tay thở dài, người hay quỷ cũng kết bái hết, xem ra thằng nhãi này thích thế này, có tác dụng gì sao. Huệ Thanh Bình cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo, cả đời này ba tà cũng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Đám tư đồ rượu chờ bên ngoài sơn trang kinh ngạc, không kinh ngạc cũng không được, Như Hữu đạo cho người mời bọn họ đến xem làm lễ, cứ như sợ không có người xem. Xem làm lễ, tự nhiên xem làm lễ cái gì? người của vạn động thiên phủ thấy hơi lạ, vào đến giữa đại viên trong sơn trang, nhìn thấy hai bàn hương khói đặt ở hai bên trái phải, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì, đều đang thắc mắc đặt hai bàn thờ ở hai bên để làm gì. Đợi đến khi Nhiêu Hữu Đạo và Toàn Thái Phong quỳ xuống trước bàn hương trước, sau khi hương khói thể thốt xong, cả đám bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà lại là kết bái, đường đường là trưởng lão của Lăng Tiêu Các lại có phải kết bái huynh đệ với Nhiêu Hữu Đạo. Cảnh tượng này đã kích bọn họ không nhẹ, sắc mặt của đám tư đồ rượu dần dần thay đổi thành khó chịu. Nhất là tư đồ rượu, mặt hắn ta căng thẳng, đầy vẻ lo lắng, nếu bọn họ kết bái huynh đệ, phòng chừng mình có nhắc nhở cũng vô ích, hẳn là hai vị kia vẫn muốn dùng đủ mọi cách thuyết phục được như hữu đạo. Nhưng mà hắn ta không có gan để ra ngăn cản ngay lúc này, thậm chí không dám lên tiếng quyết nhiễu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trơ mắt nhìn như hữu đạo sau khi hoàn thành nghi thức với toàn thái phong xong lại đi về phía bàn hương còn lại, Nghiêu hữu đạo lại dâng hương rồi cùng quỳ xuống cùng với Huệ Thanh Bình. Kết bái xong rồi lại kết bái, tất cả người xem ở đây đều không biết phải đánh giá thế nào. Khóe miệng tư đồ rượu hơi run lên, hắn ta lạnh lùng nhìn Nghiêu hữu đạo đang đầy tinh thần. Ngay lúc này, âm thanh cảnh báo chuyển đến từ bên ngoài Sơn Trang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có ba con chim khổng lồ trên không trung, hai con hắc ngọc điêu bảo vệ hai bên một con kim vũ điêu. Ba con chim trao liệng bay lượn vòng trên bầu trời Sơn Trang, Long Hưu khoanh tay đứng ngạo nghễ trên lưng Kim Vũ Điêu, tay áo bay bay như tiên, kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới. Những người biết thì đều rõ ràng, cung chủ Long Hưu của tiêu giao cung một trong ba phái lớn của nước Yến Pháp giá thân lâm. Quản phương nghi vội vã tiếp đón những tu sĩ phòng ngự lao ra từ bốn phía, không thể mạo phạm người vừa đến được. Nghiêu Hữu đạo cầm hương quỳ gối trên bồ đoàn ngây ra một lát, hắn đứng dậy tiếp đón theo bản năng. Ai ngờ Huệ Thanh Bình đột nhiên ra tay, ngay khi bà ta nhìn lên bầu trời cũng liền giữ lấy cánh tay nghiêu hữu đạo không cho hắn đứng lên nghiêu hữu đạo nhìn về phía bà ta không biết bà ta có ý gì mấy bóng người trên không trung phiêu diêu hạ xuống ba con chim cũng vỗ cánh đậu xuống trên mái đình nghỉ chân có thể nói bọn họ vừa xông thẳng vào trong mao lư sơn trang thân hình của long hưu nhẹ nhàng bay xuống đất rơi chính xác vào giữa đám người đang vây quanh đứng xem khí thế của đám người đã quen đứng trên người khác rất đáng sợ vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm giữa mọi người khiến người khác phải chú ý đến. Long cung chủ, lúc này, quản phương nhi mỉm cười tiến lên chào hỏi. Long hưu cười nhẹ, gật gật đầu, sau đó ánh mắt ông ta lạnh lẽo như điện, ông qua nhìn qua bốn phía, ý dò xét mấy người của lăng tiêu các và thiên nữ giáo rất rõ ràng. Nhìn bàn hương được đặt hai bên trái phải, lại nhìn như hữu đạo thấy mình đến đây cũng không đứng lên nghênh đón mà vẫn quỳ mà quay đầu nhìn mình kia, ông ta rừng dưng nói, hồng nương, ý gì thế này? Quản phương Nhi nâng tay lên che môi, cười uyển chuyển có ý gì à thật ra bà ta biết rất rõ nhưng không biết phải nói thế nào lòng cung chủ nghiêu hữu đạo lại định đứng lên lòng hưu pháp giá thân lâm hắn không đứng dậy nghênh đón thì thực sự rất kỳ cục nhưng mà huệ thanh bình lại nâng tay trực tiếp ấn lên vai hắn dùng pháp ngăn chặn nghiêu hữu đạo lại quyết không cho hắn đứng dậy bà ta cũng lên tiếng nhắc nhở đệ đệ lý nào lại đang kết bái thì dừng lại chứ nghi thức kết bái vẫn chưa xong đâu xong rồi hãy đứng lên cũng không muộn Bây giờ không còn là Nghiêu Hữu Đạo ép bà ta kết bái như trước nữa rồi, hiện tại dù Nghiêu Hữu Đạo không muốn kết bái cũng không được, bây giờ là bà ta buộc Nghiêu Hữu Đạo phải hoàn thành nghi thức kết bái với bà ta trước mặt Long Hưu. Kết bái, Long Hưu lại nhìn bàn hương ở hai bên, cuối cùng ông ta cũng hiểu được học bầy thứ này ra rồi quỳ là để làm gì, ông ta khoanh tay thong thả bước đi, mặt không hề biến sắc chậm rãi đi về phía hai người ta quỳ kia. Đột nhiên toàn thái phong tiến lên, chặn lại trước mặt Long Hưu, mỉm cười vươn tay cản lại. Ánh mắt của Long Hưu lập tức bén nhọn nhìn thẳng vào toàn Thái Phong, người cản ta. Vừa dứt lời, mấy đệ tử đi theo lập tức lách người tiến lên, nhìn chằm chằm toàn Thái Phong như hổ đói. Mà hai tên đệ tử của toàn Thái Phong cũng không dám yếu thế, bọn họ cũng như người tiến lên cạnh sư phụ để trợ uy. Huệ Thanh Bình đang quỳ, bà ta nghiêng đầu, hai tên đệ tử của bà ta cũng lập tức tiến lên, đứng ở bên toàn Thái Phong, ý liên thủ với lăng tiêu cắt rất rõ ràng. Thế nào, muốn động thủ với ta trên địa bàn của ta? Long Hưu thản nhiên lên tiếng hỏi. Toàn Thái Phong cười nói, Long Cung chủ hiểu lầm rồi, nghi thức kết bái của hai người họ vẫn chưa hoàn thành, không nên quấy nhiễu họ. Bọn họ cứ làm tiếp đi, bổn cung chỉ nhìn thôi. Tầm nhìn của Long Hưu đâm tròng trọc về phía Nghiêu Hữu Đạo, ông ta không nói gì nữa, cũng không nhìn đám người đang ngăn cản, cứ trực tiếp đi thẳng qua đám người đang cản mình lại, rõ ràng không coi những người này ra gì. Nói là cứng rắn đi tới thì cũng không hẳn là vậy, quả đúng là đám Toàn Thái Phong không dám đụng vào ông ta, Ngăn cản cũng vô dụng, Long Hưu vừa đến gần, những người ngăn cản liền tự giác tránh ra. Cảnh tượng này khiến quản phương nghi phải đồ mồ hôi lạnh thay cho Ngưu Hữu Đạo, bà ta đã nhận ra sát khí lúc ẩn lúc hiện trong mắt Long Hưu, bà ta nhanh chóng tiến lên đứng cạnh Ngưu Hữu Đạo, bỏ tay vào trong tay áo. Không biết từ lúc nào Viên Phương đã rời khỏi đây rồi, hắn ta đang trốn ở sau cửa tròn nhìn về phía bên này. Long Hưu đi đến bên cạnh bàn hương, nhìn cách bày trí, lại nhìn hai người đang quỳ. Ông ta rừng rưng nói, "Đang bái thiên địa à? Đã chuẩn bị động phòng chưa? Rõ ràng đã nghe thấy là kết bái lại còn nói như vậy." Mà trong Thiên Nữ giáo, toàn bộ đệ tử đều là đệ tử nữ, trong môn quy cũng không cho phép chuyện nam nữ xảy ra, nói như vậy rõ ràng là đang sỉ nhục Huệ Thanh Bình. Chương 892, có phải ngài vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết hay không? "Một, sắc mặt Huệ Thanh Bình trở nên lạnh lẽo, nếu ngươi còn không nói tiếng người nữa ta sẽ bắt cái miệng thối của ngươi đóng lại." láo sược dịch thư đứng ở bên cạnh lập tức lên tiếng trách mắng sư phụ bị sỉ nhục người làm đệ tử đương nhiên phải đứng ra nói chuyện long hưu giơ tay ra hiệu dừng lại nếu bọn họ đồng ý kết bái thì cứ để bọn họ bái cũng chẳng có ai có thể thay đổi được điều gì ánh mắt ông ta liếc nhìn nghiêu hữu đạo chứa đầy ẩn ý giống như đang bảo nghiêu hữu đạo tự biết ý mà làm vẻ mặt nghiêu hữu đạo ngại ngùng quản phương nghi viên cương còn có đám người phí trịnh hạ tất cả đều rất căng thẳng Tư đồ Diệu đứng ngoài quan sát vừa vui vẻ vừa căng thẳng, may là đúng lúc này Long Hưu lại tới, không cần phải ngồi xem chuyện mà hắn ta lo lắng lúc trước xảy ra nữa, nhưng lại lo lắng Long Hưu lại làm chuyện bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo, sẽ làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh hiện tại của Nam Châu và Kim Châu. Đệ đệ, người còn đang do dự điều gì, hay là người muốn đổi ý rồi? Huệ Thanh Bình quay sang thúc giục một câu, ép buộc Ngưu Hữu Đạo tiếp tục. Vì thế trước mắt bao nhiêu người, hai người tiếp tục thề, cúi bái trước trời cao, rồi sau đó đứng dậy cắm hương, rồi rót rượu mời rượu. Những người quan tâm đến Nghiêu Hữu Đạo đều đang đổ mồ hôi lạnh cho áp lực cực lớn mà Nghiêu Hữu Đạo đang phải chịu đựng. Bọn họ không biết rằng đối với Nghiêu Hữu Đạo mà nói, áp lực chỉ là bên ngoài, lúc trước hắn không ngờ rằng Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo đều sẽ phái người cấp trưởng lão đến đây, cũng không nghĩ tới Long Hưu sẽ pháp giá thân lâm, càng không nghĩ tới những người này có thể đụng phải nhau, thật đúng là một loạt chuyện ngoài ý muốn. Những tình huống này đều là những tình huống mà lúc trước hắn không tính đến, Lúc trước hắn chỉ đoán trước được ba môn phái lớn của nước Yến sẽ phái một trưởng lão có thể phân xử đến, lại không nghĩ rằng chỉ một mao lư sơn trang bé nhỏ như này cũng có thể để người có cấp bậc như Long Hưu Pháp giá thân lâm. Có điều hắn đã sớm tính toán xong mọi chuyện rồi, tuy những người này đụng mặt nhau là chuyện ngoài ý muốn, với hắn mà nói, ngược lại mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Hai người vừa mới xong việc, Toàn Thái Phong đã sắp lại góp náo nhiệt ngày, dùng sức vỗ vỗ lên bả vai của Mưu Hữu Đạo, vô cùng nhiệt tình nói, hôm nay kết bái, Bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi và ta chính là huynh đệ một nhà, có ca ca ta ở đây, ngươi không cần e ngại chuyện gì cả." Huệ Thanh Bình liếc nhìn Long Hưu một cái rồi cười nói, "Tiểu đệ, tuy rằng tỷ tỷ ta lớn rồi cùng không thông minh bằng ngươi, nhưng khả năng làm việc vẫn còn đó, không cần biết xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu uất ức." Hai người kẻ hát người bè, so với lúc trước hai người bị ép buộc kết bái đùn đẩy nhau thì bây giờ lại tranh nhau bày tỏ, cực lực giúp Nưu Hữu đạo yên lòng, để hắn không phải sợ nữa nói trắng ra là hai người đang làm để Long Hưu nhìn, bây giờ Ngưu Hữu đạo chính là nghĩa để kết bái của chúng ta, người động vào hắn chính là động vào bọn ta, bọn ta sẽ không ngồi xem đâu. Cũng có ý là bọn họ đang liên thủ thành đội đối kháng với Long Hưu. Thật ra hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện Long Hưu sẽ phát giá thân lâm đến Mao Lư Sơn Trang, lúc trước bọn họ đã nghĩ đến chuyện ba môn phái lớn của nước Yến sẽ phái người đến đây, cho dù có là một người có cấp bậc trưởng lão đến đây, bọn họ cũng có thể ngang sức ngang tài đối đầu nhau, nhưng Long Hưu đến thì lại không giống, thân phận địa vị của mọi người không bằng nhau, thực lực thuộc hạ đi theo cũng không thua kém gì bên này, hai người buộc phải kết bè. Áp lực ở nơi đây trở nên kỳ lạ, phần lớn mọi người ở đây không dám hé răng, như hiểu đạo hợp tình hợp lý giữ yên lặng. Ôn ào xong chưa, Long Hưu lên tiếng hỏi, ông ta cũng không nghĩ tới bản thân đích thân đến đây sẽ gặp phải chuyện này. Sau khi ba môn phái lớn của nước Yến nhận được tin Nghiêu Hữu Đạo và Thương Chiêu Tông cáo trạng kêu oan, bộ dáng Nam Châu yếu thế uất ức cầu xin được giải quyết khiến ba môn phái lớn phải lơ là Nam Châu, người ta đã cầu bọn họ phân định rồi, cho thấy bọn họ có thể khống chế Nam Châu bất cứ lúc nào, cũng không lo lắng gì, vẫn chưa lập tức phái người can dự vào chuyện Nam Châu. Thân là trọng tài cuối cùng của nước Yến, bọn họ bắt đầu phải bàn giao cho triều đình nước Yến rồi, qua lại thư tín với triều đình nước Yến, ai ngờ Nam Châu lại ngang nhiên xuất binh, trong thời gian này Định Châu đã không còn một chút sức lực nào để chống đỡ nội chiến rồi. Sau đó bọn họ lại phát hiện chuyện này không bình thường, đàn bảng truyền tin đến, Tông Nguyên chết trận, chưa nói đến chuyện Triệu Hùng ca ra tay, triều đình nước Yến đã cấp báo chiến sự, cầu mong ba môn phái lớn ra mặt giải quyết. Mọi chuyện trở nên lớn hơn, nội bộ nước Yến dần trở nên loạn lạc, ba môn phái lớn tức khắc đứng ngồi không yên. Ba môn phái trao đổi với nhau, chỉ là một mao lư sơn trang nhỏ bé, còn không đáng giá để cả ba phái đều phải phái người đến, tiêu giao cung chủ động bày tỏ ra mặt đại diện ba phái đến Nam Châu, vì thế kết quả cuối cùng là long hưu đích thân đến đây xem xem vì thế đi đi về về dần vặt nhau như vậy đợi đến lúc ba phái lớn không thể không ra tay khống chế nam châu thì cũng đã qua vài ngày rồi cho nên long hưu cũng tới muộn rồi thậm chí còn để huệ thanh bình và toàn thái phong ở nơi xa hơn ông ta nhiều đến đây trước nhưng trong lòng long hưu cũng cảm thấy may mắn may mắn là bản thân ông ta đích thân đến đây bằng không tùy tiện phái một trưởng lão nào đó đến người đó gặp phải tình huống này nhất định không thể giải quyết được Long Hưu thấy không ai trả lời lại, ông ta quay đầu ra hiệu với Ngưu Hữu Đạo một cái, Ngưu Hữu Đạo, người đi theo ta. Ngưu Hữu Đạo vừa mới bước lên, Huệ Thanh Bình đã lập tức kéo cánh tay Ngưu Hữu Đạo lại, Toàn Thái Phong cũng giơ tay ngăn trước người Ngưu Hữu Đạo. Long Hưu đang muốn xoay người đi cũng dừng bước, hỏi các người muốn làm gì. Hai người không trả lời ông ta, Huệ Thanh Bình nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo một câu, tiểu đệ, tỷ tỷ cũng chỉ muốn tốt cho người thôi. Toàn Thái Phong ừng một tiếng, lão đệ, chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho an toàn của đệ thôi. Mọi chuyện tới bước này, hai người sẽ không dễ dàng để Nhiêu Hữu Đạo rơi vào trong tay Long Hưu, bằng không vì sao bọn họ thấy Long Hưu đến đây còn phải tranh nhau kết bái, chỉ là muốn lấy một cái cớ để danh chính ngôn thuận nhúng tay vào. Long Hưu hơi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Nhiêu Hữu Đạo, ta không ép buộc, các người cũng đừng ép hắn, hắn có muốn đi theo ta hay không, để Nhiêu Hữu Đạo tự quyết định đi. Câu nói này khiến Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong không biết làm thế nào đúng là Ngưu Hữu Đạo là huynh đệ kết nghĩa của bọn họ, nhưng hắn cũng là tu sĩ của nước Yến, ép buộc Ngưu Hữu Đạo ngay trước mặt Long Hưu trên lãnh thổ nước Yến, Long Hưu hoàn toàn có lý do để ra tay, hai người không thể không bỏ tay xuống. Ngưu Hữu Đạo cũng không hề có ý do dự, lập tức đi về phía Long Hưu, dưới tình thế cấp bách, Huệ Thanh Bình lại kéo tay Ngưu Hữu Đạo lại, "Tiểu đệ, đừng vội vàng, người phải nghĩ thật rõ ràng rồi đấy." Long Hưu, ta nói rồi, không ai được ép buộc, ai dám làm bừa có thể thử xem, Ta cam đoan đừng ai mong muốn sống sót quay về." Dứt lời, Long Hưu lắc đầu ra hiệu, thuộc hạ của Tiêu Giao cung đi theo ông ta lập tức viết mật thư rồi thả chim bay đi. "Chương 893, có phải ngài vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết hay không?" Hai, Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong nhìn nhau, bọn họ biết rằng người này không phải đang hù dọa bọn họ, chưa cần nói đến bọn họ có sắp xếp người ở gần đây không, Long Hưu hoàn toàn có khả năng huy động các môn phái tu hành trên lãnh thổ nước Yến truy cùng đuổi tận bọn họ bất cứ lúc nào chỉ sợ đến lúc người của tiêu giao cung đến đây, ưu thế khoảng cách của bọn họ cũng không phải thứ mà môn phái của bọn họ có thể sánh được. Huống hồ chỉ dựa vào thực lực hiện tại để so sáng, bọn họ cũng không phải đối thủ của người bảo vệ đi cùng Long Hưu. Mà những người bảo vệ đi theo Long Hưu đã bắt đầu hành động rồi, hiện tại đang bao vây bọn họ, dáng vẻ như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Huệ Thanh Bình âm thầm oán trách, bà ta không nghĩ rằng Long Hưu sẽ đích thân đến đây, tay của bà ta không thể không buông xuống, mắt đầy ẩn ý nhìn như hướng đạo. Không sao đâu, như hướng đạo mỉm cười nói, tiếp tục tiến lên, đi về phía Long Hưu. Hắn không sợ, hắn đã chuẩn bị tâm lý dám làm thì dám chịu, ở trên đất Nam Châu này, hắn không phải là người mà ai muốn giết thì giết. Hắn không thích rút kiếm ra tay, hắn khó ra tay không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay, không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng. Trước khi đi, hắn ra hiệu bằng mắt cho viên cương, viên cương hiểu ý gật đầu. Lão đệ, toàn thái phong trầm giọng hô lên, muốn tiến lên trước một bước, một gã trưởng lão của tiêu giao cung đã nghiêng mình ngăn ông ta lại, bốn mắt nhìn nhau với ông ta, rằng co qua lại. Long Hưu xoay người bước đi, Nghiêu Hữu Đạo đi theo. Quản Phương Nghi nhanh chóng đuổi theo Nghiêu Hữu Đạo, trong lúc đó bà ta còn ra hiệu mắt cho nhóm người bác trận và ngô lão nhị, đám bạn già phù phương viên nhanh chóng yên lặng đi về phía Nghiêu Hữu Đạo âm thầm tập kết bày trận. Chuyện đã liên quan đến tính mạng người thân, một khi trở mặt, cho dù có không đánh lại bọn họ, phía bọn họ không thèm quan tâm ngươi có phải là trưởng môn tiêu giao cung long hưu không. Viên cương di chuyển tới chỗ bên cạnh ba người phí, hạ, trịnh, bốn người không quan tâm đến cục diện rằng co trước mắt, nhanh chóng rời khỏi mau lư sơn trang. Viên phương trốn ở sau cửa tròn rình coi nhanh chóng rụt đầu về, đứng dưới chân tường thong thả quay về, tình huống không bình thường nhỉ, hai tay hắn ta xoắn suýt trà sát không ngừng, lo lắng không thôi. Trong tròi nghỉ mát, Long Hưu dựa vào lan can, khoanh tay lại, thản nhiên hỏi, người muốn làm gì? đương nhiên là ông ta đang hỏi nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo khoanh tay đứng bên cạnh cười khổ nói cung chủ ta thật sự không muốn kết bái với hai người bọn họ nhưng ngài thấy rồi đấy ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi bọn họ ép ta kết bái ta không kết bái đâu có được cái nồi này huệ thanh bình và toàn thái phong thật đúng là phải đeo rồi rất nhiều người không biết chuyện đàm phán trước đó sau đó mới có người đến xem lễ bao gồm cả long hưu cũng tận mắt trông thấy huệ thanh bình ép buộc nghiêu hữu đạo kết bái lúc này huệ thanh bình và toàn thái phong cũng sẽ không nói là ngưu hữu đạo ép bọn họ kết bái đâu dịch thư đứng bên cạnh trách cứ nói hưu nói vượt cung chủ đã ra mặt phân xử cho ngươi rồi lúc đó ngươi cự tuyệt là được ngươi còn sợ gì nữa dám kết bái với kẻ thù ngoại ngay trước mặt cung chủ ngươi có ý gì ngưu hữu đạo quay đầu nhìn nàng ta dịch cô nương ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng đúng đúng vậy bây giờ cung chủ có thể phân xử cho ta nhưng sau đó thì sao cung chủ có thể ở bên cạnh người ta bảo vệ mãi sao. Cho dù là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay là Đại Thiên Sơn, đều có đệ tử hành tẩu ngoài thế giới, chúng ta có thể chịu đựng nổi bọn họ trả thù sao? Người có thể ra mặt vì đám người nhỏ bé chúng ta bất cứ lúc nào sao? Dịch cô nương, người ở nơi cao, xuất thân phái lớn không ai dám chọc, không biết được khó xử của những người ở dưới như chúng ta. Ngươi, dịch thư bị nói xong không nói được gì, Già mồm át lẽ phải nói, người có tiếng là thích kết bái trong giới tu hành rồi, ta thấy là người có ý xấu thì có. Như hiểu đạo không đồng ý nàng ta nói như vậy, dịch cô nương, rõ ràng là ngươi nhìn thấy bọn họ ép buộc ta kết bái, không cần phải hát bát nước bẩn lên người ta đâu. Dịch cô nương, rốt cuộc là cô đứng bên nào, sao lại hướng về người ngoài như thế? Dịch thư nổi giận, người kết bái với kẻ thù ngoài, còn dám nói ta hướng về người ngoài sao? Được rồi, ván đã đóng thuyền rồi, có gỡ ra cũng chẳng có ý nghĩa gì long hưu trách móc lên tiếng ngăn lại quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ngưu hữu đạo ta không hỏi chuyện ngươi kết bái nam châu tấn công định châu là có chuyện gì ngưu hữu đạo mạnh mẽ lên tiếng kết bái chỉ là chuyện vớ vẩn ai lại cho là thật ta chỉ chờ cung chủ nói một câu nếu cung chủ nói dừng tấn công lại ta lập tức tạo áp lực lên đại thiện sơn và thương chiêu tông đại quân sẽ lập tức dừng tấn công lại thái độ này rất tốt không có chỗ nào không rõ ràng Long Hưu nghe xong thì trong lòng thoải mái hơn, chậm chậm nói, không nên. Loạn thêm nữa, bây giờ nước Yến đang bị giặc ngoài uy hiếp, người một nhà không thể nội chiến, lập tức bảo đại quân Nam Châu dừng tấn công. Dạ, Nghiêu Hữu Đạo đồng ý, có điều hắn lại chắp tay nói, cung chủ, ta có điều thắc mắc muốn thỉnh giáo, không biết có nên hỏi hay không. Long Hưu, người nói thì nói đi, còn có chuyện gì không hỏi được, chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, cung chủ, có phải ngài vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Long Hưu không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, hai mắt híp lại, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nghiêu Hữu đạo, lúc trước triều đình mượn cớ hưng binh, muốn tấn công Nam Châu, ta không tin ba môn phái lớn không biết, nhưng lại không có ai lên tiếng, ngồi nhìn đại quân triều đình áp sát. Sau đó triều đình lại phái thích khách đột một tấn công ta ở Kim Châu, về sau ta quay về Mao Lư Sơn Trang, triều đình lại tập hợp một lượng người lớn đến tập kích, giết mấy ngàn tu sĩ của ta, Nam Châu chết gần 10.000 người bên trong núi rừng bên ngoài mao lư sơn trang là những ngôi mộ lạnh lẽo đến nay ba môn phái lớn chưa có bất cứ ai đứng ra nói một câu phân xử triều đình năm lần bảy lượt gây hấn làm vậy không dứt xin hỏi cung chủ ai có thể nhịn được đây ta có nên phản công lại hay không đây ta kêu oan với ba phái lớn đợi đến bây giờ cũng chưa nhận được câu trả lời nào chờ mãi cũng chỉ được câu bảo ta dừng tay ý của ngài giống như là ta đã sai rồi vậy triều đình thì sao nào là thương triều tông tranh đoạt nữ nhân nào là giết người cướp dẫn đến việc thương triều tông xuất binh, như hữu đạo chưa từng đề cấp đến. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, tất cả họ đều biết rằng đó chỉ là một cái cớ để khởi binh danh chính ngôn thuận mà thôi. Trước mặt Long Hưu, không cần phải đổi thành lý do khác. Khóe miệng dịch thư trở động, mặc dù nàng ta có thành kiến với nhiều hữu đạo, dẫu cho nàng ta luôn nói rằng không vừa mắt hắn thì khi nghe những lời ấy, nàng ta cũng không kiềm nổi mà im lặng. Trong lòng nàng ta ngờ vực, triều đình đã làm nhiều chuyện quá đáng, liên tiếp hạ thủ, cho dù là ai đều không thể liên tục nhẫn nhịn như vậy được, nên cũng khó trách Triều Tông tức giận khởi binh. Nàng ta suy xét, nếu như đổi lại là mình, suy bụng ta ra bụng người, cũng phải kiên quyết dạy cho phía Triều Đình một bài học. Dịch thư cũng hiểu được tại sao Nghiêu Hiếu Đạo hỏi rằng có phải sư phụ định đẩy hắn vào chỗ chết không? Không quan trọng là Triều Đình làm thế nào, sư phụ chỉ dí vào hắn, chẳng khác nào quy hắn là quân xâm lược. Làm sao hắn có thể không hiểu lầm rằng sư phụ muốn đặt hắn vào chỗ chết? chương 894, đây là dùng để hoan nghênh bản cung sau một. Tất nhiên, trong lòng định quy thuật, nàng ta vẫn không giúp Nghiêu Hữu Đạo giải thích, lý do vẫn là vì hắn không vừa mắt. Ánh mắt quản phương nghi lóe lên, trong lòng nghi ngờ. Nếu không phải biết nội tình, chị e nói ra lời ấy thì ngay cả lão nương cũng cảm động. Nhìn thấy Long Hưu vẫn im lặng, Nghiêu Hữu Đạo giang tay ra, bồi thêm một câu, cung chủ, ta dừng tay thì triều đình có quên đi như thế không? Ta dừng tay, nếu sau này triều đình lại ra tay với ta, ta sẽ tiếp tục ngồi im chờ chết sao? Long Hưu lạnh nhạt nói, người có thể yên tâm rằng triều đình sẽ không còn làm điều này một lần nữa. Như Hữu đạo tra hỏi, nếu triều đình vẫn tái phạm, ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt lạnh lẽo của Long Hưu qua, giọng điệu đột nhiên hạ xuống, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như vậy? Là hai kẻ mà ngươi cùng kết bái huynh tỷ kia sao? Như Hữu đạo thu kiếm, chắp tay, không dám, chỉ là ta quá hiểu rõ, Kỳ thật trong lòng cung chủ chắc cũng hiểu, chó không thể bỏ phân, chỉ cần có cơ hội, thương kiến hùng vẫn sẽ hạ độc thủ với ta như cũ. Cung chủ, ta không còn đường sống, đâu phải lần nào ta cũng giữ được cái mạng lớn này, có thể nhất thời phòng bị, đâu thể cả đời đều phòng thủ, dù sao cũng vẽ ra cho ta một con đường sống đi chứ. Mặt Long Hưu chẳng hề thay đổi, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghiêu hữu đạo gióng giặc nói, nếu như cung chủ đã hỏi, ta đây xin nói thẳng, cũng không gạt gì ngài ta cảm thấy thương kiến hùng không thích hợp để tiếp tục tỏa trên ngôi vị hoàng đế kia, nếu cứ để ông ta nắm giữ ngôi vị, toàn bộ nước Yến nhất định sẽ bị hủy ở trong tay ông ta, thay người đi. Quản Phương Nhi bị sốc, thầm nghĩ, đây là những lời ngươi có thể nói sao. Quả nhiên, khuôn mặt của Long Hưu biến sắc, làm càn. Thay người, đổi ai, đổi ngươi đến nâng đỡ thương triều tông sao, ngay cả bản cung cũng không dám sằng bậy nói chuyện phế lập, ngươi tính toán gì vậy, đến phiên ngươi quyết định người đứng đầu nước Yến sao thay người dễ dàng là chuyện đùa, tuy nước Yến bị các nước hầu ở khắp nơi nắm trong tay, nhưng dù sao thương kiến hùng cũng nắm giữ hầu hết địa bàn cả nước. Vấn đề tất nhiên không chỉ ở đó mà là trên dưới triều đình có nhiều nhóm hợp lại tạo thành lợi ích chung cho tập thể nên sẽ liên lụy đến lợi ích của nhiều người, vì thế không phải nói đổi là có thể đổi thương kiến hùng. Ai dám vọng tưởng động đến thương kiến hùng, sự hỗn loạn không chỉ riêng Nam Châu và Định Châu. Địa bàn lớn như vậy, người nhiều như thế, ba phái lớn dốc toàn bộ lực lượng cũng không khống chế nổi tình hình. Như hữu đạo đáp cung chủ bất giận, ta biết ta không nên nói mấy lời này, cũng không đến lượt ta nói như vậy, nhưng thật sự thương kiến hùng rất làm càn. Dám hỏi cung chủ, trước kia thương kiến hùng muốn khởi binh đi đánh Nam Châu, ông ta đã từng hỏi thăm ba phái lớn hay chưa? Phái người tập kích ở đây là có thể hỏi thăm được ba phái à? Dường như thương kiến hùng đã quên một điều, thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ. Ông ta cứ muốn làm gì thì làm, không cho ông ta vài bài học, chỉ sợ ông ta còn không biết mình là ai đấy. Nếu còn dung túng ông ta như vậy, để mặc mà không khống chế thì dù Nam Châu không xuất binh ra đánh, sợ là cũng có rất nhiều người khác xuất binh đập ông ta đấy. Long Hưu, đây là điều ta đang suy tính, không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Điều ngươi phải làm bây giờ chính là lệnh cho đại quân Nam Châu ngừng tấn công ngay lập tức. Như Hiếu Đạo hỏi lại, nếu đại quân Nam Châu đồng ý ngừng tiến công dễ dàng, nhưng đại quân Định Châu không chịu dừng tay thì phải làm sao bây giờ? long hưu lạnh lùng nói người đang mặc cả với bản cung sao không dám nghiêu hữu đạo hạ thấp người và sau khi đứng thẳng dậy hắn quay đầu về phía quản phương nghi lập tức liên hệ vương ra nói cung chủ đã tự mình ra mặt đại quân nam châu lập tức ngừng tấn công được quản phương nghi gật đầu xoay người đi thấy hắn nghe lời cơn tức của long hưu tiêu tan lại hỏi nghe nói triệu hùng ca ở chỗ ngươi nghiêu hữu đạo nói trước đó từng ở người này xuất quỷ nhập thần đột nhiên đến lại đột nhiên biến mất ta cũng không rõ. Long Hưu là không biết hay là không muốn nói. Nưu Hữu đạo cười khổ, ta thực sự không biết, Long Hưu tại sao hắn đến giúp ngươi? Nưu Hữu đạo nói cung chủ, ta biết rằng dù có giải thích thì ngài cũng sẽ không tin, ta thực sự không biết, ta nào có khả năng khiến hắn cúi đầu nghe lệnh chứ. Vấn đề này ta cũng hỏi qua hắn, vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn nói là đáp lại ân huệ của sư phụ ta Đông Quách Hạo Nhiên. Ta không tin lý do này hai người trò chuyện về vấn đề của Triệu Hùng Ca, Hàn Thuyên được một lúc. Dù sao thì lúc này đây Nhiêu Hữu Đạo cũng như lạc vào trong màn sương mù. Sau một hồi Hàn Thuyên, một đệ tử của Tiêu Giao Cung bước nhanh đến, ghé sát người Long Hưu mà thì thầm, cung chủ, tình hình bên ngoài hơi không bình thường. Hai mắt Long Hưu hơi híp lại, lạnh lùng lướt qua liếc Nhiêu Hữu Đạo rồi xoay người đi xem chuyện gì đã xảy ra. Cửa bên hông của Sơn Trang đột nhiên mở ra, viên phương lưng đeo cái bao chạy ra, sau lưng là nhóm các hòa thượng cõng bao lớn bao nhỏ. Viên phương đột ngột dừng lại, đám hòa thượng theo sau thiếu chút nữa đã va vào người hắn ta. Hắn ta trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước, chỉ thấy bốn phía núi rừng đều bị đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn vây kín, trong đó còn có đội quân người và ngựa dày đặc. Những người đó nhanh chóng thiết lập cung tên ngay tại chỗ, động tác dứt khoát lưu loát, mới đó đã dựng xong hàng loạt nỏ công thành, mấy ngọn giáo thép cong như lưỡi liềm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén một lượng lớn người ngựa đã bắt đầu bày ra ma trận các cung thủ đồng loạt rút tên ra khỏi ống theo kiểu y như nhau tất cả đều hướng về nhà tranh sơn trang nhà tranh sơn trang bị đại quân bao vây nhóm hòa thượng há hốc mồm viên phương gần như không nói gì hắn ta chỉ thấy tình hình không ổn muốn đưa người vào núi trốn trước nếu thật sự không đúng như kế hoạch hắn ta đành phải dẫn người chạy thoát không thể để cho nam sơn tự đoạn tuyệt hương khói ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải trận thế này nếu đã không chạy được tốt nhất nên quay đầu lại, hắn ta chạy nhanh tới chỗ nhóm hòa thượng rồi hét lên, đi đi, quay lại, mau quay lại, gươm giáo vô tình không có mắt, mau quay về trong phòng trốn dưới bàn. Vì thế nhóm hòa thượng lại vui vẻ chạy về theo hắn ta, lúc đi đã nhanh, lúc về còn nhanh hơn, cánh cửa sau đóng sầm lại một tiếng. Long Hưu đi ra từ cổng chính, đứng bên ngoài sơn trang và thấy tình hình đại quân vây kín, một loạt nỏ công thành lóe sáng chói mắt, ở giữa phần lớn tu sĩ vây tụ lại. Đây là dùng để hoan nghênh bản cung sao. Long Hưu nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo và lạnh lùng hỏi. Ngưu Hữu Đạo vội hỏi lại, điều này sao có thể chứ? Ta không biết rằng cung chủ sẽ đến. Đây đều là do người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo chuẩn bị, nếu họ dám làm lố, có thể trốn thoát hay không thì ta không biết. Nhưng ít nhất ta có thể cam đoan rằng dưới sự tấn công của mưa tên kết hợp với nỏ công thành, không có con phi cầm nào trong thôn trang này có thể bay ra ngoài. Kỳ thật đúng là hắn vì Long Hưu mà chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay, nếu Long Hưu dám khinh người quá đáng, không cho hắn đường sống, Nghiêu Hữu đạo hắn cũng không thèm khách sáo. Chỉ cần Long Hưu không xử lý xong thì đừng hòng mong có trái cây ngon để ăn, Long Hưu mà xử lý xong thì Nghiêu Hữu đạo cũng có thể nhảy lên thú cưỡi trên không của mình. Chỉ cần đại quân ngăn chặn khiến Long Hưu chậm chế một chút là hắn có thể thoát thân, lúc sau sẽ có phi cầm bay đến tiếp ứng hắn rời đi. Chỉ cần hắn chạy thoát, hắn kinh doanh nhiều năm ở Nam Châu cũng không phải kẻ ngồi không, dù thương Triều Tông chết rồi, hắn cũng có thể ra lệnh cho người ngựa trên dưới Nam Châu. chương 895, đây là dùng để hoan nghênh bản cung sau hai Đến lúc đó, Nam Châu do ai định đoạt, ba phái lớn căm giận cũng được, điên lên cũng vậy. Hiện giờ thế cục vây quanh, nước Yến hoàn toàn không có năng lực để san bằng Nam Châu. Người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo ở nơi này, thái độ rất rõ ràng. Một khi Long Hưu và hắn hoàn toàn cạch mặt, còn phải băn khoăn nhiều như vậy sao? hắn không ngại liên thủ với thế lực hai nước Hàn, Tống. Đương nhiên không thể nói ra nội tình, giọng hắn đột nhiên hạ xuống, cung chủ, ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần ngài lên tiếng, ta lập tức động thủ với người hai phái kia. Long Hưu ngay lập tức cảnh báo hắn, ngươi đừng sằng bậy, đuổi bọn họ đi là được. Tình hình trước mắt không đến nỗi bất đắc dĩ, như hữu đạo không định động vào người của lăng tiêu các và thiên nữ giáo. Tiếp cận với hai nước Hàn, Tống, vô duyên vô cớ giết trưởng lão hai phái, làm không ổn sẽ thật sự khiến hai nước nổi giận xuất binh tội gì phải phát sinh phiền toái như vậy được ta sẽ đuổi họ đi nghiêu hữu đạo chắp tay quay người đi trong sơn trang quản phương nghi xuất hiện định truyền tin cho hắn nghiêu hữu đạo tạm thời kéo bà ta sang một bên nhỏ giọng nói gửi thêm một tin cho vương ra việc tấn công có thể dừng lại còn việc chiếm địa bàn của ta thì không được phép quản phương nghi kinh ngạc hắn vui vẻ đồng ý cho ngươi chiếm đóng địa bàn rồi hà nghiêu hữu đạo đồng ý gì chứ việc này ta không thể nói ngươi cũng đừng nhắc tới với hắn nói ra miệng chỉ e không chiếm được có một số việc chỉ có thể làm không thể nói nên lúc trước đã muốn nói với bà tóm lại muốn ta nhường lại địa bàn đã chiếm là không có khả năng quản phương nghi hơi nhíu mày sau đó mới hiểu ra hắn có ý gì bà ta chửi rủa tên xấu xa bà ta xoay người rồi đi gửi thêm tin tức nhiều hữu đạo vẫn tìm cách che giấu hai vị vừa mới kết nghĩa kia có long hưu ở trong này tìm lý do phù hợp thật không khó Quá dễ dàng để đuổi hai vị kia đi. Không lâu sau, hai phi cầm bay đi, Huệ Thanh Bình và Toàn Thái phong bước đi với khuôn mặt tối sầm, cũng không cáo từ Long Hưu. Thật không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cũng kiếm được một mối quan hệ huynh đệ kết nghĩa. Chuyện kết bái, bất kể hai người làm không thỏa đáng thì tiếng tăm từ vụ đó cũng đã thành, trở về cũng không biết nên báo cáo kết quả với tông môn như thế nào. Long Hưu đứng ngoài sơn trang, đưa mắt nhìn theo hai con phi cầm rời đi. Sau khi Ngưu Hữu đạo phục mệnh, hắn vẫy tay với quân đội tập trung bên ngoài ba phái tu sĩ và đại quân lập tức rút lui như thủy triều trước đó long hưu không hề làm ra hành động nào ngoài ý muốn cho nên không cần thế trận phòng ngừa bất chắc này nữa sau khi đại quân bao vây kia rút lui long hưu vẫy tay ra hiệu và bước đi như hữu đạo cũng chỉ đành đi cùng ông ta đường đi bốn phía sơn trang khá là vòng vo lúc trở lại cửa sơn trang long hưu hỏi một câu nơi này nhìn chung bình thường ngươi tuyệt đối đừng nói với ta rằng ngươi không tìm thấy một nơi tốt hơn ở nam châu vì sao lại ở đây không đi như hữu đạo bất đắc dĩ long hưu không hiểu đây là đạo lý gì ở hoàn cảnh tốt hơn liền không gánh nổi mệnh sao như hữu đạo nói hồi cung chủ điều kiện ở đây tốt đất lành sinh hiền tài phần lớn cảnh đẹp hiếm thấy thích hợp cho các tu sĩ ở lại nhưng không thích hợp để đại quân tập kết sơ tán một khi gặp nạn núi cao sườn núi lại dốc đứng địa thế hiểm trở đại quân hành tàu cũng khó khăn, nhất là không thể bày trận đúng chỗ được. Nếu ta không ở lại đây thì lần tập kích tiếp theo của triều đình, ta hoàn toàn sẽ không thoát được. Long Hưu hơi bất ngờ, nhưng lại không thể không tán đồng, gật đầu, thì ra là thế, người nói rất đúng. Nghiêu Hữu Đạo nói, trước mặt cung chủ, mỗi câu nói ra đều là sự thật, không cần phải nói những điều giả dối. Long Hưu cười cười không nói, chắp tay bước đi thong thả vào trong sơn trang. Nghiêu Hữu Đạo không biết ông ta còn muốn làm gì, thấy rằng ông ta không muốn đi, đương nhiên không thể đuổi ông ta đi, lập tức phân phó người thu dọn lại gian nhà kia để cho Long Hưu và những người khác đặt chân đến. Ở trong sân chính của tiêu giao cung, Long Hưu nhìn xung quanh, vô cùng đơn giản và thanh lịch, không hề xa hoa. Ông ta nhìn vào gian phòng mà thường ngày Nhiêu Hữu Đạo trọ lại, không khỏi gật đầu, quay sang dịch thư khen Nhiêu Hữu Đạo một câu, tuổi còn trẻ, có thành tựu của ngày hôm nay, lại không kiêu xa phô trương, thật hiếm có. Nhiêu Hữu Đạo không ở bên cạnh, không nghe được những lời tán dương này, Dịch thư khinh thường một câu, có lẽ là cố ý làm cho sư phụ nhìn thấy, nói không chừng vừa mới sai người ta thu dọn đấy. Long Hưu lắc đầu, bên trong nhà này chỉ cần xem xét bố cục liền biết không phải có thể tạm thời thu dọn là được, ông ta cũng không nhiều lời. Một kim xí rơi vào trong viện, rất nhanh có một tên đệ tử đến đây, dâng lên một mật tín, cung chủ, tông môn đến báo tin, nói là Ngọc Thương Tiên sinh khiển trách triều đình, muốn ba phái lớn nói cho ra lẽ. Long Hưu hơi nhíu mày, cầm thư tới tay xem xét, vừa nghĩ đã biết nội dung trong đó. Nguyên nhân khiển trách đương nhiên là bởi vì Ngọc Thương tiên sinh đệ muội cùng cháu ở nhà tranh sơn trang, tập kích uy hiếp đến sự an nguy của người thân ông ta, Ngọc Thương rất phẫn nộ, muốn nói rõ. Sau khi đọc, Long Hưu đưa trả lại thư và khịt mũi, nói rõ: "Được đà lấn tới, ông ta cho rằng ông ta là ai? Một kẻ tu luyện đơn lả, ỷ có chút quan hệ, thật đúng là đề cao bản thân." thế mà khoa tay múa chân lên mặt với ta ở tiêu giao cung đệ tử kia thử hỏi không cần hồi âm sao long hưu lặng yên một chút tuy nói như vậy nhưng ngọc thương thật có chút quan hệ với một số nước cũng không cần thiết đắc tội sau một lúc cân nhắc ông ta trả lời giao cho trong nhà bên kia hồi âm lịch sự không đắc tội là xong về phần bàn giao tiêu giao cung còn cần phải nói rõ với ông ta sao vâng đệ tử kia tuân mệnh mà đi long hưu quay đầu lại nói với dịch thư người đi tìm nghiêu hữu đạo để hắn dẫn người đi dạo bên trong bên ngoài sơn trang này. Dịch thư ngạc nhiên, con và hắn dạo chơi, không phải hắn vừa đi dạo sao, Long Hưu khiển trách, không phải cho người đi chơi, tình hình trong ngoài sơn trang này, còn có ba môn phái kia phân bố, địa thế chung quanh nơi đây đều phải nắm rõ hết. Dịch thư tự cho là đã hiểu, nghiêm mặt tuân mệnh mà đi. Long Hưu đi ra ngoài, đi đến dưới mái hiên nhìn xem bóng lưng rời đi của đệ tử này, ánh mắt phức tạp. Tiến khách đưa đến ngoài sơn môn, từ đồ rượu vừa tới không bao lâu, lại phải rời đi, như hữu đạo tự mình tiễn hắn ra sơn môn, bày tỏ ái náy. Tư đồ diệu vốn không muốn vừa tới liền phải đi, thế nhưng không có cách nào khác, Long Hưu đột nhiên đích thân tới thăm hắn ta, hắn ta thân là người cùng như hữu đạo ở giữa cấu kết với hai nước, không tiện xuất hiện trước mặt Long Hưu lâu, ai biết Long Hưu kia đến cùng có khiến hắn ta gặp chuyện suối quẩy hay không. Hơn nữa, người ta đã xác nhận rằng như hữu đạo sẽ ngăn chặn người dân Nam Châu làm lớn chuyện, tâm bệnh đã qua, hắn ta ở lại hay không cũng chẳng sao tư đồ trưởng môn, lần này thật sự là chậm trễ. Nghiêu hữu đạo chắp tay xin lỗi, người cũng là không có cách lý giải, như vậy dừng bước đi. Cáo từ, tư đồ diệu chắp tay cáo từ, lần lượt xoay người lên ngựa, vội vã bỏ đi. Nghiêu hữu đạo đưa mắt nhìn theo, chắp tay, đoàn hổ bên cạnh chờ thấp giọng nhắc nhở một câu, đạo ra. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dịch thư đứng cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn xem bên này. Trường 896, trời ạ, à, đạo gia đang làm gì, nhìn khuôn mặt nữ nhân này, giống như hắn thiếu tiền nàng ta, trong lòng nghiêu hữu đạo liền chán ngấy, nhưng vẫn vui tươi đi tới, dịch cô nương, làm sao tới nơi này. Dịch thư cười lạnh, thế nào, để ta thấy được ngươi thông đồng với nước ngoài nên trột dạ à. Nghiêu hữu đạo buồn bực, phát hiện nữ nhân này nói chuyện thật đúng là không biết trời cao đất dày, ngay cả sư phụ của ngươi thấy rồi cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, ngươi lại mở miệng trực tiếp chọc phá. Buồn bực quy thành im lìm, hắn sẽ không so đo với nàng ta, ngược lại cười giải thích, dịch cô nương, sự tình không thể nhìn bề ngoài, nếu như trái lại cô nghĩ, chỉ cần nước triệu bắt không được Kim Châu, Kim Châu chính là tấm bình phong của Đại Yến Tây Nam, vừa nghĩ như thế liền có thể lý giải khổ tâm của ta. Dịch thư cười nhạo, khổ tâm, ta thấy người nỗ lực miệt mài khổ tâm thì có, được rồi, không thể nói chuyện cùng nữ nhân này được, như hữu đạo đổi chủ đề, dịch cô nương tìm ta có việc gì sao. Dịch thư cao ngạo ngẩng cầm lên, cổ trắng nõn giống như cổ thiên nga trắng, nhìn xung quanh một hồi, nói, đi dạo cùng ta một chút. Dạo với cô một chút, biểu cảm nghiêu hữu đạo như nuốt phải ruồi, nhìn phía sau nàng ta, không có những người khác, thử hỏi, chỉ hai người chúng ta. Lời này nghe không đúng, sắc mặt dịch thư lạnh hẳn đi, người đừng nghĩ sai lệch. Ta mới về lần đầu, muốn đi xem thử. Nghiêu hữu đạo không hiểu sai mới là lạ, lúc trước Long Hưu dùng lời nói rành mạch, liền nói ngay ta tìm mấy người cùng cô nương đi. Dịch thư nổi giận, ta không đủ tư cách để ngươi tự nguyện đi cùng có phải hay không. Như hữu đạo vội xua tay, tuyệt đối không phải ý này, cung chủ ở trong sơn trang, ta chỉ sợ cung chủ có việc giao phó, không tiện rời khỏi sơn trang. Sắc mặt dịch thư hơi hòa hoán, suy nghĩ nhiều, đây chính là ý của cung chủ. Nàng ta không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, giam ba câu liền ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo lộ rõ ngọn ngành. Phải, Ngưu Hữu Đạo đã hiểu rõ ý đồ của Long Hưu, quả nhiên không đoán sai, không thể chối từ sự sắp đặt này, Lúc này đưa tay nói, mời. Hai người như vậy từ bên ngoài nhìn lên, dù đãng quanh núi. Trên đường đi, nhiều hiểu đạo quan sát nàng ta, phát hiện nữ nhân này rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng không tệ, nhưng hắn đối với mặt hàng này không hứng thú, sắc đẹp không đạt được tiêu chuẩn của hắn, tính tình không biết trời cao đất dày tự cho mình là đúng, hắn cũng không thích. Dịch thư trông có vẻ rất chân thành, nhiều hiểu đạo không nói lời nào, nàng ta cũng không nói chuyện, nhiều hiểu đạo chủ động tra hỏi, nữ nhân này mới có thể đáp hai câu thời gian dần trôi qua nghiêu hữu đạo đã nhìn ra lại nói quanh co lòng vòng để thăm dò xác nhận nữ nhân này vẫn chưa hay biết gì lòng hưu làm mai kia đang cho bọn hắn cơ hội ở chung sau khi trong lòng hiểu rõ nghiêu hữu đạo đột nhiên tán dương dáng dấp dịch cô nương thật là dễ nhìn dịch thư lạnh lùng liếc hắn một cái nhớ tới hắn và quản phương nghi ôm ôm ấp ấp liền cảm thấy buồn nôn châm chọc nói lời như vậy sợ là đã nói với không ít nữ nhân khác rồi nghiêu hữu đạo nói tuyệt đối không có nói thật ta đối với cô nương ngưỡng mộ đã lâu, kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy cô nương, ta liền thích cô nương. Im miệng, dịch thư lạnh lùng cảnh cáo, đừng làm dơ bẩn lỗ tai ta, còn dài dòng, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Như hiểu đạo nói tiếp, ta đối với cô nương là chân thành, ta quyết định, trở lại sơn trang liền đến cung chủ cầu hôn, thỉnh cầu cung chủ gả cô nương cho ta. Ngươi dám nói hưu nói vượn thử xem, dịch thư nổi giận, kiếm trong tay rút ra một nửa uy hiếp. Được được được, ta không nói nghiêu hữu đạo vội vàng xua tay cầu xin tha thứ sau khi đặt tay xuống hắn vòng tay sau lưng ra hiệu sau đó trần bá và ngô lão nhị không xa không gần theo sát nhìn thấy dịch thư rút kiếm thiếu chút nữa động thủ nhìn thấy nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu ở đằng sau họ lại kiên cường nhẫn nại một nam một nữ tiếp tục ở sơn trang du lịch leo lên đỉnh một ngọn núi nhìn thấy một ngôi nhà dịch thư chủ động mở miệng hỏi đó là nơi nào ôi nghiêu hữu đạo mượn cơ hội tới gần rút kiếm chỉ vào nói đó là tông môn của lưu tiên tông một tay khác lại lặng lẽ duỗi ra trực tiếp véo mông dịch thư một cái cách đó không xa hai người kín đáo chú ý bảo vệ là trần bá và ngô lão nhị ngoác mồm kinh ngạc trong mắt kém chút không còn trời ạ à, đạo gia đang làm gì hai người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm sau một khắc phát sinh sự tình chứng minh hai người không nhìn lầm a à, dịch thư đột nhiên rít lên một tiếng trực tiếp tung ra một trường a à, Như Híu đạo cũng cất tiếng hết thảm bị một trường đánh bay, rơi xuống đất hộc ra một ngụm máu tươi. Keng, kinh hãi, tay chân luống cuống, dịch thư trực tiếp rút kiếm. Trần Bá và Ngô Lão Nhị khẩn cấp đến ngăn lại, dịch thư vụt tới liền giết, Trần Bá ngăn cản. Ngô Lão Nhị đỡ nghiêu hữu đạo dậy, đạo ra, người không sao chứ. Đi, đi mau, chớ tổn thương dịch cô nương. Nghiêu hữu đạo quát lên, Ngô Lão Nhị lập tức giúp hắn chạy, Trần Bá vừa đánh vừa lui, sau đó cản lại phía sau. Khuôn mặt dịch thư tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, đúng là liều mạng, may mắn tu vi không cao, đối mặt Trần Bá ở vào thế hạ phong. Ngô lão nhị vịn nghiêu hữu đạo chạy trốn gần đó, trốn vào Lưu Tiên Tông. Phí trường Lưu nghe hỏi mà ra, nhìn thấy khóe miệng nghiêu hữu đạo đỏ thấm, máu vẩy đầy vạt áo, hắn ta giật nảy cả mình, đạo ra, chuyện gì xảy ra. Lại ngẩng đầu nhìn ra động tĩnh phía bên ngoài, đừng nói nhảm, cho ta tránh một chút, nghiêu hữu đạo gọi hắn ta đến cấp tốc bàn giao vài câu. Rất nhanh, Trần Bá thôi chống cự, lách mình chạy dịch thư rút kiếm vụt vào lưu tiên tông một đám đệ tử lưu tiên tông lộ diện cũng không có để cản nàng ta lại mặc cho nàng ta xông bừa vào điều tra khắp nơi tại lưu tiên tông như hữu đạo thì ở trong này trốn đông trốn tây nơi này lớn như vậy tất cả đều là người của hắn một mình dịch thư sao có thể tìm được hắn nàng ta tới bên này như hữu đạo lập tức đi bên kia căn bản không đụng mặt nhau như hữu đạo người cút ra đây cho ta tìm không thấy người dịch thư phát giận hô lớn hô cũng vô dụng cuối cùng phi thân đi về nhà tranh sơn trang triệu tập cung thủ của tiêu giao cung. Trần bá về tới nhà tranh sơn trang trước một bước, tìm được quản phương nghi, kéo bà ta đến một bên nói, đạo gia bị dịch thư đả thương, bây giờ đang ẩn náu ngay tại Lưu Tiên Tông. a à, quản phương nghi giật nảy cả mình, cả giận nói chuyện gì xảy ra. Thực lực của ả à còn kém hơn côn lâm thụ, làm sao có thể đả thương đạo gia. Trần bá tỏ vẻ run rẩy không ngừng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hình như, hình như đạo gia sờ sờ mông người ta đó nét giận dữ trên mặt quản phương nghi đã biến mất trong nháy mắt bà ta nói với vẻ khó tin người nói cái gì ôi trời ơi người luôn sụ mặt như trần bá cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ giở khóc dở cười đau xót nói đạo gia sờ mông người ta người ta là một đại cô nương ngài ấy làm chuyện như thế với người ta người ta có thể không động thủ sao chuyện này đơn thuần là do đạo gia tự chuốc lấy nếu để long hưu biết thì chẳng phải tự tìm phiền phức sao Quản phương nhi á khẩu không trả lời được, nét mặt bỗng trở nên kỳ quái. Bà ta hiểu một ít về nghiêu hiểu đạo, dù không biết nguyên nhân gì, nhưng từ trước đến nay hắn luôn giữ khoảng cách với nữ sắc, chưa bao giờ thấy hắn làm loạn. Đấy là kiểu người lý trí đến tận xương tủy, không có khả năng làm ra loại chuyện kích động này. Bà ta phỏng đoán, đối tượng mà hắn vô lễ chính là dịch hư, bà ta đại khái đoán được chút gì nên khô tay nói, đi, đi xem nào. Nơi này hai người vừa đi, bên kia dịch hư hầm hầm trở về, Tìm tới sư huynh đồng môn, hô hào hỗ trợ đi tìm nghiêu Hữu Đạo tính sổ. Chương 897, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cúng phong lưu. Đùa gì thế, nơi này là địa bàn của Ngưu Hữu Đạo, đi bắt nghiêu Hữu Đạo, trưởng môn biết không? Thế nên mọi chuyện lập tức kinh động đến Long Hưu, Long Hưu khó hiểu đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên. Ông ta an bài việc này là có ẩn tình khác, không nên để ai khác biết, do đó phất tay cho những người khác lui xuống hết, Triệu Dịch Thư vào nhà sau mới hỏi, hắn vô lễ với ngươi à? không đến mức như vậy, thật ra ta thấy từ trước đến nay ngươi chưa hề khách khí với hắn, ngươi nói xem hắn vô lễ thế nào. Khuôn mặt dịch hư đỏ trắng đan sen, nàng ta cực kỳ xấu hổ mở miệng, lắp bắp nói, hắn nói. Hắn nói hắn thích con, ây, Long Hưu sửng sốt, kém chút không cười ra tiếng, phát hiện tên nghiêu hữu đạo kia đúng là nghiêm túc. Ông ta giang hai tay nói, đây là chuyện tốt, nam hoàn như ái là chuyện rất bình thường, hắn bày tỏ sự ái mộ với người thì có gì không đúng sao. Chí ít đã chứng minh người tốt, người làm người khác ưa thích, người ta mới có thể nói ra lời như vậy. Người không tiếp nhận có thể cự tuyệt, cần gì phải tức giận như vậy. Ôi, sư phụ, không phải chuyện này đâu. Dịch thư tức bực dậm chân, long hưu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Người phải nói rõ ràng, tiêu giao cùng chúng ta đường đường có thanh danh lớn trong thiên hạ, không thể hành sự trắng trợn mà không nói đạo lý chứ. Dịch thư lại dậm chân nói, người này cực kỳ vô liêm sỉ, hắn còn nói hắn phải thưa chuyện cầu hôn với sư phụ, muốn cưới con. Ha ha, Long Hưu nhịn không được, trong nháy mắt cười đến hết sức vui mừng, chỉ chỉ đồ đệ của mình, tỏ vẻ hết cách với nàng ta. Dịch thư nổi giận, sư phụ, đệ tử chịu nhục, ngài còn cười được? Điều này chứng tỏ ngay từ đầu trong mắt hắn Tiêu Giao Cung chúng ta chẳng là gì cả. Bây giờ nàng ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì Trần Đình Tú nói lúc trước, thử hỏi ngay cả nàng ta mà cũng dám vô lễ, trong mắt hắn nào có Tiêu Giao Cung? Long Hưu khoát tay áo. Giờ khóc giờ cười nói, người ta thích ngươi, muốn cầu hôn cưới ngươi, có cái gì không bình thường sao? Đây là chuyện tốt thôi, hơn nữa, quyền chủ động ở bên chúng ta, người đồng ý lấy chồng hay không còn phải tùy vào quyết định của ngươi, cần gì phải vì chuyện này mà đi bắt người. Dịch thư thực sự khó mà nói ra chuyện bị người ta sờ mông, nàng ta là một hoàng hoa khuê các, một thiếu nữ còn trong trắng. Một khi chuyện này bị truyền ra, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác? nàng ta chỉ muốn bắt lấy nghiêu hữu đạo rồi giết chết để chút mối hận trong lòng, tiện thể diệt khẩu. Thấy dáng vẻ, dầu muối không ăn thua, của sư phụ, nàng ta hơi điên lên, sư phụ, không phải như ngài nghĩ, người kia quá vô liêm sỉ, hắn. Hắn động tay động chân với con, hắn bị con đả thương sau đó trốn vào lưu tiên tông, tóm lại quyết không thể để hắn chạy, con tất phải băm hắn ra làm trăm mảnh. Long hưu sửng sốt, không cười được, lạnh giọng nói, người đả thương hắn. Thấy sư phụ không quan tâm chuyện mình bị người ta động tay động chân, ngược lại quan tâm người ta bị đả thương, dịch thư nhất thời uất ức, hắn vô lễ với con, con không đánh hắn, còn có thể bỏ qua cho hắn sao? Hồ đồ, Long Hưu trở mặt trong nháy mắt, vung tay áo chỉ về nàng ta, giận dữ mắng mỏ, người có biết thế cục trước mắt hay không? Người lăng tiêu các cùng thiên nữ giáo đến mà ngươi không thấy sao? Một khi đưa hắn vào đường cùng, người có nghĩ tới hậu quả không? Nước mắt dịch thư tuôn ra lã trã, trực khóc nói, sư phụ, chẳng lẽ trong mắt ngài. Sự trong sạch của đệ tử không đáng một đồng sao. Long Hưu giận dữ mắng mỏ, đáng gì chứ? Hắn làm gì ngươi sao? Hắn dám làm gì ngươi à? Người con gái thất tha dịu dàng, bậc quân tử mong được sánh duyên có lỗi sao? Đáng để ngươi chuyện bé xé ra to ư, còn đả thương người khác, ngươi cho rằng ngươi là đệ tử của tiêu giao cung là có thể ngông cuồng trong thiên hạ muốn làm gì thì làm có phải không? Không biết trời cao đất dày, ta cảnh cáo ngươi, về sau còn dám làm càn như vậy, ta lập tức cưỡng ép người gả cho hắn, để cho người biết cái gì gọi là đau khổ. dịch thư đứng tại đó, thân thể run rẩy, không khống chế nổi tâm tình của mình, nghẹn ngào rơi lệ, dáng vẻ thương tâm gần chết. long hưu đi qua đi lại một hồi, ngừng ở trước mặt nàng ta, trầm giọng nói, như hữu đạo đang ở nơi nào? thấy nàng ta không nói lời nào, ông ta lập tức lớn giọng, ta hỏi hắn ở đâu, người không nghe thấy hả? À? dịch thư nước nở nói, lúc nãy trốn vào lưu tiên tông, hiện tại không biết. hồ đồ. Long Hưu phất tay áo mà đi, gọi người đi theo mình, thẳng đến Lưu Tiên Tông. Trong Lưu Tiên Tông, Quản Phương nghi đến, vào thẳng một gian phòng. Người canh giữ ở cửa ra vào là Ngô Lão Nhị, hắn ta chỉ vào bên trong, bảo bà ta vào. Trần Bá không tiến vào, chỉ gặp Ngô Lão Nhị ở ngoài, hỏi một tiếng, đạo gia không sao chứ. Ngô Lão Nhị, vết thương không nhẹ, nhưng không cần lo lắng đến tính mạng. Trần Bá lắc đầu, sao phải tự làm khổ mình. Ngô Lão Nhị cũng lắc đầu, nói khẽ gan thật lớn, ngay cả mông của đồ đệ Long Hưu mà cũng dám túng, không biết đại tỷ có ghen hay không, người không nói cho đại tỷ biết sao. Người bên trong bên ngoài, đều cho rằng Nhiêu Hiếu Đạo và Hồng Nương có quan hệ thân mật, dù sao năm đó ở phù phương viên hai người ở bên nhau, ai có thể tin tưởng được cô nam quả nữ ngụ cùng chỗ có thể không có việc gì. Trần bá, Hồng Nương hỏi ta nguyên nhân, ta có thể không nói sao. Đừng gây thêm tổn thương cho bà ấy là được. Ngô lão nhị quay đầu, chập một tiếng, có vẻ như lo lắng quản phương nghi sẽ ghen quản phương nghi vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Trên giường, như hữu đạo với sắc mặt khó coi đang nằm ở kia, hé một mắt nhìn xem bà ta đến gần. Vuốt vuốt váy sau mông, quản phương nghi nghiêng người ngồi ở bên cạnh giường, nhìn qua vết máu trên khóe miệng và quần áo của hắn, đưa tay bắt lấy cổ tay hắn kiểm tra. Sau một lúc điều tra, quản phương nghi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thuận tay hất cổ tay hắn ra, châm chọc nói, đại danh của đạo gia trong giới tu hành, vì sờ mông một nữ nhân nên bị đánh trọng thương, truyền đi coi như bị chê cười, người đây ngay cả mặt mũi cũng không cần nhỉ. Nghiêu hữu đạo nằm ở kia than thở nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Mẫu đơn, hắc mẫu đơn sớm đã chết, nếu nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, chẳng phải sẽ bị ngươi chọc tức đến mức sống dậy à. Quản phương nghi mỉa mai với vẻ mặt hứng thú, hỏi lại, đạo gia, không ngờ miệng ngươi dẻo thật đấy, cảm thấy mông của cô nương trẻ tuổi thế nào. Nghiêu hữu đạo liếc mắt, ta bị thương thành ra thế này, ngươi có một chút thông cảm nào không? Do ngươi tự tìm đến, đổ lỗi cho ai đang nói chuyện quản phương nghi đưa tay mò lên ngực như hữu đạo đột nhiên dùng sức nhấn xuống như hữu đạo vốn bị thương hai mắt mở to thiếu chút thổ huyết một tay đẩy tay bà ta ra ho khan hai tiếng quản phương nghi cười khanh khách cúi người nhìn kỹ hắn ta nói nhé đạo ra bị thương thành thế này chuyện là như thế nào như hữu đạo thở dốc một hơi mắt nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói long hưu sắp đặt cho dịch thư cùng ta dạo chơi quản phương nghi lập tức hiểu quả nhiên phán đoán của bà ta không sai biệt lắm bà ta biết ý đồ của long hưu lúc trước đi tiêu giao cung ngư hữu đạo nói qua với bà ta còn lấy bà ta ra làm lá chắn quản phương nghi trêu tức nói đáng để ngươi dốc cạn vốn liếng đến mức như thế à ngư hữu đạo than ôi thở dài long hưu cao cao tại thượng thân thích có địa vị cao quý tự mình gầy dựng mao lư sơn trang trước đó ta còn cảm thấy có chút kỳ quái chờ long hưu an bài dịch thư rồi ta mới ý thức được tình hình không đúng nên mới dốc hết vốn liếng chơi cứng một chút lòng hưu tám chín phần muốn để dịch cư ở lại Mao Lư Sơn Trang. Ngay cả ông ta có dùng cớ gì thì ta đều có thể đoán ra một hai phần, trước mắt Việt Nam Châu khởi binh, chính là cái cớ tốt nhất, thật sự nếu để ông ta cài nữ nhân đó vào để giám sát, về sau ắt phải dây dưa đấy. chương 898, ta không bằng hắn. Một, quản phương nghi cười từng đợt không ngừng, ông ta vẫn có thể làm cho dịch thư ở lại, lấy lý do chiếu cố thân thế của ngươi, xem như chịu nhận lỗi. Nghiêu hữu đạo, không có khả năng, đệ tử của trưởng môn tiêu giao cung long hưu sẽ không làm mất mặt như vậy quản phương nghi cười khanh khách vì tránh diễm phúc này người thật đúng là nhọc lòng người không sợ chuyện vừa rồi biến khéo thành vụng không sợ long hưu để cho người chịu trách nhiệm nghiêu hữu đạo ta ra tay mà không chuẩn sao với tính tình của nữ nhân kia ta cá cô ả à sẽ không nói ra đâu quản phương nghi về sau phải làm thế nào long hưu sao có thể tùy tiện thôi ý định này nghiêu hữu đạo về sau về sau Long Hưu hỏi ta tại sao bằng lòng mà lại chậm chạp không có động tính, ta có chuyện này làm lá chắn là đủ rồi, nữ nhân kia ta không thể trêu vào, ta sợ còn không được sao. Có lần này, dịch thư giận ta, Long Hưu cũng đừng hòng tùy tiện thuyết phục cô À. Long Hưu trọng thể diện, trong lòng ta nghĩ ông ta sẽ không làm rõ, ông ta không dám vì tiện bức bách hỏi chuyện đồ đệ, không phải vậy thì vì sao ám chỉ ta chủ động. Dứt lời, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng hắn vì chuyện này cũng đáng, quản phương nghi buồn cười, nhìn ngươi cũng có chút triển vọng, không dùng thuốc trị thương. Như hiếu đạo xua tay, tạm thời không cần, việc này nhất định phải kinh động Long Hưu, diễn kịch hết thảy. Quản phương nghi lắc đầu nguệ nguậy, miệng ngươi toàn máu, ta chuẩn bị thao nước lau cho ngươi. Như hiếu đạo lần nữa xua tay, không cần, chờ Long Hưu tới rồi nói sau. Được, quản phương nghi hiểu rõ, vẫn là lý do kia, để Long Hưu nhìn thấy. Đang nói đến Long Hưu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngô lão nhị lú đầu vào, nhắc nhở bên trong một tiếng, Long Hưu tới. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Long Hưu cùng mấy người của tiêu giao cung đi vào, quản phương nghi lập tức đứng dậy, như hữu đạo cũng ngượng ngồi dậy, cung chủ. Long Hưu vừa thấy miệng hắn đầy vết máu, máu nhuộm đỏ áo quần, ông ta liền đưa tay ngăn cản, lại phất tay ra hiệu một cái, ra hiệu hồng nương đỡ như hữu đạo nằm xuống. Đợi như hữu đạo nằm xuống, ông ta lại nói với những người khác, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bọn người Tiêu Giao cung và quản phương nghi đều đến trước giường nhìn một cái rồi đi ra, một tên đệ tử Tiêu Giao cung nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Long Hưu nên đi ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại. Long Hưu cũng ngồi bên cạnh giường, bắt lấy cổ tay Nhiêu Hữu đạo kiểm tra thương.